Anh ơi, bao giờ mình cưới anh nhớ đi mới người yêu cũ nha Gặp tận mặt đưa thiệp tận tay anh nha Để cho chúng nó biết Người từng khiến chúng nó yêu đến khóc lên khóc xuống Vật vả bỏ ăn bỏ ngủ rồi sẽ là chồng của em Anh nhớ nha Ôi con vợ chưa cưới của người yêu cũ mình Một hai nặng nặc đòi anh phải đi mời cưới từng người yêu cũ như vậy Cho thỏa cái nết sân si của nó cả nhà Và trong danh sách người yêu cũ đấy thì đương nhiên có mình Anh Hoàng là người yêu cũ mình À em anh Hoàng tên là Gia nha mọi cả nhà Nghe thật có là vàng bạc kim cương, đá quý hộp xoàn vua chú quyền lực ha Và nhà anh giàu thật, nhà anh Hoàng là chủ của mấy cái công ty liền Nhà anh sống cũng là tầng trên cùng của tòa nhà 20 tầng 19 tầng dưới là các công ty nhà anh không chỉ giàu, anh còn giàu, giỏi, đẹp. Nói chung là 10 điểm không có nhưng. Mình và anh yêu nhau khi hai đứa đang du học bên Mỹ. Tình yêu đúng kiểu dịu dàng như mơ, như thơ ôi thật bất ngờ. Nhưng mà trong khi mình có ý định định cư, thì anh phải về nước thừa kế. Và đương nhiên kết quả không nói các bạn cũng biết rồi đó. Nhưng mà ai biết được, sau Covid mình về nước, tự nhiên mình thấy Việt Nam vẫn là số 1. Mà lúc đấy nghe nói Hoàng cũng có người yêu rồi Nên mình cũng không liên lạc lại Kệ thôi Đấy vậy mà đụng cái anh gọi mình nói như này Anh nghe nói em về Việt Nam Anh muốn hẹn em chút Ô trỏ là có người yêu rồi Còn hẹn người yêu cũ gặp riêng Đương nhiên là mình không gặp Ai ngờ vừa từ chối thì thấy có tiếng mũi vo ve Người yêu cũ anh chả thèm bỏ mẹ ra Làm giá hay sợ thấy anh hạnh phúc không dám gặp Ồ, tổ sư bố con tranh con mấu chiến đấu nâng cao gặp chứ tao không những gặp mà còn nối lại tình xưa cho mày coi ba hôm sau mình gặp người yêu cũ mục đích á mời cưới tận hai tháng nữa mới cưới cơ à thừa thời gian mình và anh nói vài ba câu chuyện cưới xin mình tỏ ra khá là ok với việc anh sắp lấy vợ nói chuyện vui vẻ thoải mái xong nhắc đến vài ba chuyện xưa tích cũ tiện thể hỏi công việc của anh có những thứ mình có mà cả đời vợ sắp cưới anh không có được là mình hiểu công việc của anh anh cũng có khả năng giúp đỡ sự nghiệp của anh và cứ thế, một hợp đồng được ký kết ngay lúc đó Mình nice nói chuyện dễ nghe Vui vẻ trên cương vị bạn bè Hợp đồng dân đến cửa Thời buổi kinh tế khó khăn như này Nhận vội ấy chứ Đấy rồi thì hôm nay hợp Ngày mai bàn Mình đã định bỏ cuộc rồi Thấy phá hoại hạnh phúc gia đình người ta vậy cũng không hay Thì nhận ra ừ thì anh cũng không thích em gái kia lắm Lấy về làm vợ phí một đời trai Nên mình tấn công thôi Ừ thì cho tàn cháy lại chẳng mấy chúng mình cuốn vào nhau nhưng không có làm gì quá giới hạn đâu nha mình hẹn mình ra anh bảo là anh nhận ra lòng mình mong mình cho anh cơ hội để anh giải quyết việc gia đình một tuần sau anh báo mình không có một cái đám cưới nào diễn ra nữa anh cũng rõ ràng có vợ chưa cưới rồi chà này thì gặp tận mặt đưa thiệp tận tay còn mình á đương nhiên ngu gì mà đâm đầu vào một cái cờ đỏ biết đi như vậy nó bỏ được vợ sắp cưới nó cũng bỏ được mình nên mình quay lại vui vui vẻ vẻ đâu đó hai ba tháng đúng lúc hoàng yêu mình nhất ấy cái hợp đồng công việc vừa xong mình đá anh cái bợp hóa ra người mà mình từng vật vã khóc lên khóc xuống cũng chỉ có thế mà thôi hoàng đương nhiên sốc lắm anh không tin được mình bỏ được anh Đáng đời Nhưng nghe đâu anh lại quay lại với cô vợ sắp cưới kia Nhưng lấy về bận hơn thua nhau Cũng chẳng sung sướng gì Em gái kia chán được chứ Người ta đã cho cơ hội để pro rồi mà không sáng mắt ra Méo hiểu sao lại có thể yêu trúng một thằng hãm liền như vậy Chắc là lúc đồng ý yêu nó Mình bị ma che mắt hay sao Mà dính đúng thằng cái mẹ gì cũng hãm là sao ta Thằng này tên Mạnh, chuyên gia đóng vai nạn nhân, suy nghĩ mọi người ai cũng làm tổn thương mình, đào mỏ mình, dù tiền nó còn không nuôi nổi cái thân đó. Bọn mình quen nhau qua phở bò, nói chuyện đi chơi vài lần cũng ok, nên chốt yêu, mà những lúc hẹn hò Mạnh thể hiện rất là tốt. Nói chung giao diện và hành động không có gì để chê luôn, nhưng mà yêu được 7 ngày em chạy tuột quần luôn là mọi người hiểu thằng này nó tệ như nào đúng không? Cái đầu tiên em chê đó là mạnh lớn đầu rồi, nhưng thiếu tiền vẫn ú ớ kêu mẹ cho tiền, mà nó còn coi đó là niềm tự hào mà đi khoe, rồi bảo mình là mẹ nó giàu lắm, thỉnh thoảng còn cho nó mấy triệu ăn chơi, khoe luôn là đã sắp được mẹ mua cho xe này, máy tính này, máy tính nọ, rồi bảo mình chọn dùm cho nữa, khiếp, ý là nhà anh giàu, em thấy may mắn khi chọn anh chưa đây mà" anh giàu mà anh thoáng thì thôi đi Nhưng không nha trời Anh giàu mà anh kẹt bỏ mẹ ra Đã vậy còn sợ mình ăn hết tiền anh hay gì á Nói thật là lương mình còn cao hơn nó nữa Lương 12 cũ mà cứ sợ em này ăn Em kia húp Đi hẹn hò lúc méo nào cũng kể chuyện Thời xưa anh tổn thương và đau khổ Khi bị người cũ đào mỏ Mà nhắc méo gì lắm Mỏ của nó cũng có phải là xe sang biệt thự đâu Có mấy thổi son và mấy bông hoa là đào dữ chưa Lúc đó còn đang yêu Nên mình méo thèm nói thẳng á Chắc vì sợ mình đào gì ổng nên ổng đào tiền mình trước hay sao? Hôm đó ổng than thở đói với mình, xong bảo ước gì có ai đó đưa đi ăn. Yêu đương mình trả thèm tính toán gì mấy bữa ăn. Thế là mình bảo đi ăn không, mình mời. Rồi ổng bảo tìm được chỗ này, ăn ok lắm. Tí ổng qua chở mình đi. Thế là ổng chở đến nhà hàng ăn ói ẻ hơn một củ hơn. Thật ra từng này không nhầm nhò gì với mình. Nhưng mà thái độ của ổng đúng ba chấm á bay. Ăn uống xong chết giá, ổng mới cười cười quay qua nói với mình. Cảm ơn em về bữa ăn này. Tôi cho phép em trả tiền cho cho cái đầu mày á, thằng đầu bờ mặt cờ. Nhưng mà thôi nín nhịn vì yêu cho có mấy ngày ấy mà, không dám mổ thẳng mặt. Mình cũng ngu ngu chả hiểu kiểu gì, lúc đấy không cho thằng này bay mẹ đi, nhịn làm méo gì trước phải cục tức vào người không biết. Thì ngày hôm sau, mình bảo sắp đi chơi, thế là rủ nó đi mua quần áo. Cái này nhờ vả người yêu chở đi xem đồ chứ mình cũng méo có ý gì khác nha mấy bà. Thằng này nó bị over linh over lung tung. Cứ nghĩ là mình rủ mua đồ rồi bắt nó đi theo trả tiền này nọ rồi. Thế là mình bảo nó vào shop xem quần áo với mình, nhưng mà nó say no, mình hỏi sao không thì nó mới mặt ngơ ngơ nói: "Ôi em vào đi chứ, anh ở ngoài này đợi được rồi." Vào trong anh cũng không biết phải làm gì. Mình lúc đấy cũng thắc mắc lắm Tại ngoài trời cũng lạnh ói ra Mà nói mãi nó không chịu đi Lì quá nên mình không thuyết phục nữa Mình cũng thắc mắc hỏi mấy đứa bạn Thì y như rằng bọn nó cười mỉa nói Nó sợ đi vô cửa hàng với mày Thì phải trả tiền đồ cho mày á trời Ôi mẹ ơi lúc này mình mới tỉnh táo Khai sáng là thằng này yêu đương Mà sợ nhả tiền cho bộ á bây Mà mình cũng chưa bào hay là đòi nó mua gì đâu nha Cả quá trình yêu 7 ngày Là mới chỉ nó bào tiền Rồi đòi, đòi mua đồ ăn từ nhỏ đến nặng thôi mình hẹn bảo nó chia tay thì nó vẫn níu kéo Mình mới nói thẳng luôn là nó không có chịu nổi mình đâu Vì mình chi tiêu nhiều vải trưởng Nhưng mà thằng này vẫn lì Bảo anh nhiều tiền, anh cho em được Má thôi ông im mợ đi Nuôi méo gì bữa ăn 60 ngàn còn phải nhắn tin tao mua cho Vết nhơ cuối năm 2023 là dính phải thằng ớt ơ này Anh Mạnh, mong anh có người yêu thì thoáng giùm em Chứ lương 12 cũ của anh mà em tưởng đâu á Tháng kiếm 100 triệu Cứ sợ con người ta đào không à Nhận kết quả ADN tôi sững sờ. Đích thị con bé là con ruột của tôi, chẳng thể sai. Nhưng mà sao khuôn mặt lại giống y như ông hàng xóm vậy? Có lẽ trên đời này ít ai éo le được hơn tôi đâu. Tôi và Nhi lấy nhau được 5 năm. Mãi thì mới có mỗi muộn con. Nhưng vì con gái mà, cho nên mẹ tôi không có vui. Bà suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, khiến cơm chẳng lành và canh nó chẳng ngọt. Thương vợ suốt ngày chịu đựng, tôi quyết định là chuyển ra ở riêng luôn. Chuyển ra ngoài, cuộc sống của hai vợ chồng dễ thở hẳn mọi người và tưởng mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua ha nhưng không nha tôi nhận ra con gái tôi càng lớn càng giống cái ông hàng xóm cạnh nhà bố mẹ của tôi kìa lão hàng xóm ấy có hai người con con cả thì kém tôi hai tuổi và một cô con gái lấy chồng xa chỉ vì vấn đề này mà tôi ăn không ngon ngủ không yên mọi người càng nghĩ càng thấy nghi vợ tôi mang thai hồi còn ở bên nhà bố mẹ tôi con đẻ ra thì không giống nội cũng chẳng giống ngoại mà lại giống y như nhà hàng xóm trong khi con trai của lão hàng xóm còn chưa lấy vợ nữa chứ ấy sợ để lâu đêm dài lắm mộng sáng đó tranh thủ vợ đi làm sớm tôi lén nhặt vài sợi tóc của con mang đi xét nghiệm adn đó giây phút chờ kết quả tôi tưởng là tim tôi ngừng đập mấy lần á cầm trên tay tờ kết quả tôi lại càng hoang mang nữa đúng chuẩn là con gái tôi vậy tại sao mặt lại là con hàng xóm làm sao đúng là chả biết nên khóc hay là nên cười luôn bạn đi một thời gian mọi thứ dần đi vào quên lãng Tôi học cách chấp nhận về bề ngoài của con gái Vì dù sao thì cũng là con tôi sinh ra Trời cho nó ngoại hình Nó đâu thể chọn miễn sao lành lặng là được rồi Cách đây không lâu Bố tôi đến nhà tôi chơi Trong bữa cơm ông nói chứ Giờ chồng con nhà thuê như này Mãi cũng phải là cách hay đâu con Giờ cái bé nó lớn rồi Cũng cần không gian riêng để mà học hành chạy nhảy chứ Mấy năm qua bố tích góp được một chút tiền Dài hôm nữa xem được căn nào ưng ý Thì bố mua cho Nghe bố nói như vậy, vợ chồng tôi mừng như mắt được vàng luôn. Nhưng mà đợi mãi, chẳng thấy tin vui đâu. Chỉ thấy tình xét đánh. Hai tuần sau, khi mà trở về từ nhà tôi, bố tôi họp gia đình, hí hửng tưởng bố sẽ tuyên bố chia tài sản. Ai ngờ ông lạnh lùng vứt lên bàn một tờ giấy xét nghiệm ADN, trong đó là tên của tôi. Bố tôi tuyên bố tôi không phải là con ông. Mẹ tôi nghe xong cứ thế ngất liệm luôn. Cả nhà đựng phen tóa hỏa, lót không kịp với những tin sóc vừa ập tới như vậy hóa ra cái ngày bố tôi qua chơi ông vô tình hết thời xét nghiệm của tôi và con gái không hiểu ông nghi ngờ về suy đoán thế nào cuối cùng đã đi kiểm tra quan hệ huyết thống giữa tôi và ông thì nhận được kết quả như vậy ủa vậy câu hỏi đặt ra tôi là con của ai hẳn mẹ tôi là người rõ nhất đúng không chuyện đến nước này rồi chẳng thể nào giấu giếm được nữa cho nên mẹ tôi đành kể thiệt toàn bộ câu chuyện ngày trước bố tôi thường phải đi công tác xa cả tháng vợ chồng mới lấy nhau chẳng mấy khi được ân ái mẹ tôi thiếu thốn tình cảm cho nên trót qua lại với ông hàng xóm tận lúc mang thai chính bà cũng không hề biết tôi là con của ai thời gian trôi qua tôi được sinh ra do cái nét á, đều giống mẹ tôi cho nên là bố tôi chẳng hề mảy may nghi ngờ mà vẫn yêu thương hai mẹ con hết lòng sau đó vài năm thì mẹ sinh ra em trai tôi không thể ngờ nổi, chỉ vì tôi lén xét nghiệm ADN quan hệ giữa mình và con gái, từ đó lại khui ra một bí mật tày trời, cách đây nhiều năm của mẹ, vậy ra tôi mới chính là con của ông hàng xóm, con gái tôi là cháu ruột của gia đình đó. Bảo sao mà tôi cứ thấy con gái tôi nó giống bên nhà đó không mà, do là tôi giống mẹ, con gái tôi giống ông nội và chú nó, thành ra không có giống tôi. Câu chuyện vén màn rồi, bố tôi nói là sẽ không ly hôn mẹ vì già rồi không có muốn bị mọi người đàm tiếu hơn nữa nghĩ cho em trai tôi còn chưa vợ con vẫn cần có bố mẹ đứng ra vuông vén mà từ giờ ông không cho phép tôi gọi ông là bố tôi không còn tồn tại trong gia đình này nữa mọi tài sản đứng tên bố tôi tôi cũng không được hưởng một đồng nào hết nghe bố tôi nói như vậy tôi rơi vào tuyệt vọng nhà bên kia khó khăn giờ mà tôi nhận họ hàng có khi còn phải chu cấp thêm cho họ nữa trái ngược bố tôi vừa giỏi đất cát còn nhiều Nhớ lại lời hứa mua nhà hôm trước của bố, tôi chỉ muốn khóc thôi. Tôi cũng đâu có quyền lựa chọn bố mẹ hay là nơi sinh ra đâu. Sống với bố từ khi lọt lòng, chẳng lẽ bố cứ quyết một câu như vậy là cắt đứt hết tất cả. Bố tôi nở hay sao? Tài sản hiện tại của bố tôi ước tính hơn 20 tỷ. Nếu như bố mẹ tôi giữ 10 tỷ, thì ít ra anh em tôi mỗi người cũng được chia 5 tỷ mà. Chỉ vì mẹ tôi ngoại tình, 5 tỷ của tôi không cánh mà bay. Cuộc sống của tôi bị xáo trộn trong một phút mốt sau khi biết rõ thân thế của mình. Không biết trách ai, tôi chỉ biết trách đời mình éo le, trái ngang tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi giờ dám kể chuyện gia đình vì sợ bị chửi là vạch áo cho người xem lưng, nhưng hôm nay em phải khoe ngay mẹ chồng cực xịn để các chị em có thêm động lực vào hôn nhân. Em chưa thấy có bà mẹ chồng nào tốt như vậy, đúng là số em quá may mắn các chị ạ. À. Em trót dại lấy chồng khi mới 20 tuổi, yêu được mấy tháng thì cưới luôn. Chồng em là bạn của ông anh họ, nhà nội ngoại ở hai quận liền nhau nên em cũng được tính là lấy chồng gần. Tết năm ngoái, ông anh họ trêu em là 20 tuổi vẫn chưa có người yêu. Xong giả vờ mai mối cho em, cho mấy đứa bạn. Thế nào lại trúng người mà em gặp lần đầu đã thấy thích luôn. Năm tháng sau thì cưới, bố mẹ em gả con gái đi sớm quá cũng lo. Nhưng mà em thì tự tin sẽ làm dâu được. Thời gian đầu mới cưới thì vợ chồng em hạnh phúc lắm. Suốt ngày lôi nhau đi ăn, chơi, du lịch, đủ cả bố mẹ chồng đi tuần trăng mật chung. Gia đình chồng cũng khá giả Nên em chẳng phải lo đi làm Ông bà có một nhà hàng ở mặt phố sầm ước nhất nhì Hà Nội Nên em chỉ ở nhà ăn chơi Thi thoảng cùng chồng lên quản lý phụ bố mẹ vào giờ đông khách Bố mẹ chồng chịu em lắm Suốt ngày mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho con dâu Thi thoảng chuyển khoản tầm 10-20 triệu cho em tiêu vặt Còn sắm điện thoại xịn cho em nữa Em ở nhà bán cho bố mẹ từ sáng đến tối Còn chồng em thì chẳng hiểu sao dạo này Càng lúc càng lười chỉ nằm ườn ra chơi điện tử nhắc vài câu thì không sao nhưng mà hôm nào trời nóng em cấu gắt thì anh cũng chửi lại vợ làm em bỗng thấy hối hận khi lấy chồng sớm mấy tuần nay tự dưng hai vợ chồng em lạnh nhạt với nhau hẳn không còn làm chuyện ấy thường xuyên nữa dù trước đây lúc nào chồng em cũng đòi ba bốn lần một tuần em khó chịu lắm nhưng mà sĩ diện nên không hỏi chồng em cũng toàn kiếm cớ tránh né thậm chí một tuần nay không thèm nói chuyện với vợ em để ý thấy anh hay nhắn tin điện thoại rồi cười khúc khích có hôm còn trốn trong nhà vệ sinh rõ lâu Em hỏi làm gì Thì anh bảo là xem tớp tớp Em vào xem thử kiểm tra Thì thấy chồng mới follow thêm nick của một cô gái trẻ Nhìn trông cũng khá ngon với body cũng tra phết Vào facebook xem thì hóa ra người quen Nó là con bé học chung cấp 2 với em nhà ở ngay gần đây Em không kết bạn với nó Vì lâu lắm rồi không chơi với nhau nhưng post nào của nó cũng thấy chồng em thả tim, thậm chí bình luận khen nó xinh ngon từ cách đây một tháng. Em bình tĩnh, không vội ra hỏi chồng ngay. Chờ anh ngủ say mới lén lấy điện thoại để check. Mở được khóa vân tay của chồng xong, em trung lắm. Tự an ủi rằng chồng sẽ không phản bội mình. Nhưng rất tiếc, vừa mở Zalo ra, ra, em đã thấy tin nhắn con kia gửi cho chồng em mà anh chưa kịp đọc. Hóa ra đúng là tán tỉnh nhau cả tháng nay rồi. Chồng em với nó còn trao đổi ảnh nóng nữa. Con kia biết anh có vợ rồi mà vẫn thả thính nhiệt tình. Đúng là thứ hư hỏng. Em nhanh tay chụp lại hết ảnh khoe ngực khoe mông của con kia vào máy của em cả mấy đoạn chồng em bảo chán vợ chê vợ nhạt nhẽo khen con kia hấp dẫn nọ kia còn hẹn nhau mấy hôm nữa thì đi nhà nghỉ cơ mà con kia nó miêu tả là sẽ làm trò này trò kia với chồng em mà phát tởm tối hôm mấy chờ ăn cơm xong xuôi lên phòng em mới hỏi chồng dạo này làm sao mà không abc với vợ anh ta ậm ừ bảo là không có hứng em vặn vẹo một lúc rồi âm thầm gửi ảnh con kia khoe ngực với hình xăm bông hoa cho chồng em xem lập tức anh ta nổi điên lên, xông vào chửi mắng em là ai cho cô xem trộm điện thoại của tôi. Em gào lên, bố mẹ chồng ở phòng bên chạy sang can. Em khóc à lên báo tin chồng ngoại tình. Mẹ chồng em xem xong mấy bức ảnh chụp tin nhắn của con trai với bộ nhí, thì mặt đỏ gây, bà xông vào vuốt mặt chồng em hai cái xương cả má. Anh ta nhảy dựng lên tuyên bố là sẽ bỏ vợ đi cưới bộ nhí. Anh ta không thích một đứa nhạt nhẽo như em, mà chỉ thích gái hư thôi. Nghe đến đó là mẹ chồng em tức lắm rồi. Bà khoanh tay vào hỏi mấy câu. Thế mà đã suy nghĩ kỹ chưa Luân Vợ mày ngoan hiền Lại là con nhà gia giáo Tao chưa thấy nó làm sai hay việc gì có lỗi với mày Tự dưng mày kêu chán nó Con gái nhà người ta là đồ vật để mày thích thì bỏ Sướng lên thì cưới hả Nhưng mà chồng em đúng kiểu bướng bỉnh chết không chừa Vẫn cố chê em ngoan hiền chán ồm Quá thể đáng Mẹ chồng em tức mình Lại cho một cú nổ đơm đớm mắt nữa tuyên bố luôn Mày nói hay đó Thế con bộ kia nó hư hỏng đúng không Nó bảo muốn lên giường làm trò với mày hả Tao thách mày dám dẫn nó về ra mắt tao Nhà này tao chỉ chấp nhận bỏ tiền ra xin một đứa con dâu thôi Mày không ở thì cút ra ngoài Tao không có đứa con trai như mày Mẹ chồng nói câu nào em hả dạo câu đó Nhìn chồng mặt tái mét nghẹn họng Không cãi nổi câu nào mà em sướng trơn Đang chửi thì mẹ chồng em dừng lại Bà bấm bấm điện thoại một phút Thì tài khoản của em bỗng tin tin Ôi trời ơi bà chuyển cho em hẳn 200 triệu Em ngơ ngác nhìn mẹ chồng Thì bà kéo tay em ra ngoài vừa đi vừa nói Mẹ cho con 200 triệu để thẩm mỹ đi đổ ngực tim cầm các kiểu thật xin vào Xong về đây mẹ cưới chồng khác cho Chứ thằng con trai mẹ vô tích sự Vứt đi khỏi cần Em quên hết cả tức giận cười như nông dân được mùa Tưởng mẹ chồng làm màu đi dằn mặt con trai Nhưng bà khẳng định là cho em 200 triệu thật Bà bảo kệ bà Thằng con trai ngu xuẩn Cứ cầm tiền đó đi spa làm đẹp cho xinh Đúng là mẹ chồng số 1 mà Nếu một ngày mẹ phát hiện khách hàng mua bánh của mày là tiểu tam của chồng Mày có bán cho con đó không? Từ ngày bán bánh, mình hay nhận được câu hỏi này. Trời ơi, bán vội chứ sao không? Cả nhà đừng có ai bảo mình cao thượng nha. Gớm tiền thì ai chê. Cứ bán thôi, tay cầm tiền còn tay rắc thuốc sổ. Chào mọi người, mình là Hà My. Mình vừa khởi nghiệp một tiệm bánh nhỏ ở tuổi 30. Ở cái tuổi mà có hai đứa con công việc ổn định, chồng kiếm ra tiền. Đụng cái đòi khởi nghiệp, Nói ra khéo chẳng ai ủng hộ còn bị chế nhạo thêm, nên mình âm thầm tự mở một tiệm bánh nhỏ, chuẩn bị hết mọi thứ, thuê thêm nhân viên đóng gói và ship hàng lúc mình không có ở tiệm. Vốn định bao giờ cửa hàng đi vào ổn định thì mình sẽ kể với chồng, coi như một bất ngờ. Ngờ đâu mình lại là người bất ngờ trước. Một trong những mẫu bánh chủ đạo của tiệm mình là bánh pancake hoa. Chính là cái kiểu bánh pancake nhỏ nhỏ xinh xinh, xong rồi trang trí những bông hoa bằng kem trực trở, hoa mẫu đơn, hoa thực dược, Hoa hồng, hoa huệ, đỏ, đen, trắng, vàng, đủ cả ấy ạ. À? Hôm đó mình bán được một đơn 50 bánh, gần 4 củ. Mình vui phải biết, em gái mua hàng còn thích tâm sự, kể lễ đủ thứ. Trong đó có câu là, chị ơi em tính tặng bánh cho người yêu em, chị làm cho em 12 cái bánh mà kiểu trong vụn về tí, để em bảo em làm cho anh ấy mang về cho gia đình. Eo khéo thật, đã quan tâm đến người yêu mà còn quan tâm đến cả gia đình người ta. Nhà đấy đúng là có phước, nhưng ngờ đâu cái phước phần đấy có duyên rơi vào đầu mình. Tối đó chồng mình đi làm về, đưa cho mình 10 cái bánh. Vâng, chắc anh đã đớp hai còn rất tử tế bảo, biết vợ thích bánh, còn thích cả hoa, nên anh mua bánh hoa tặng vợ. Vâng, quý hóa quá, hoa mẫu đơn khuyết một cánh là mình cố tình tô thiếu. Thực dược pha màu không đều, Hoa hồng thì chỗ đỏ chỗ tím mà lá chưa xanh đã ngã vào. Đều là những yếu tố vụng về mà mình làm cho khách, nay được chồng đem tặng lại. Lúc đấy nói không chết lặng là giả, mình sốc ngơ ngác luôn. Nhưng bất ngờ hơn, thú vị hơn là chồng tưởng mình xúc động à. Còn ba hoa bốc phét khoe bánh đắt ra sao khó mua như nào Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại Chồng mình giàu có, thành công, phong độ Nên chuyện ông bướm không tránh được Giờ tức giận là mình ngu đang cố tĩnh tâm thì con tranh kia nhắn đặt tận 100 bánh. Nó khoe mai kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Nó là đại diện cung ứng đứng ra đặt đồ. Xong còn móc nối với mình để nâng giá bánh ăn trên lệch nữa chứ. Ok em, mình lặng lẽ cáp hết tin nhắn lại. Cây hơn, đến gần tối nó còn đặt thêm 12 bánh lẻ để tặng người yêu. À, này thì người yêu này, để xem tình yêu của chúng mày. Mình lặng lẽ đi mua tận chục gói thuốc sổ về, để xem quả này mày sống sao. Ôi rồi ôi, công ty nói như nào mình không biết. Tối hôm sau chồng mình về ôm bồn cầu đến nửa đêm. Các bạn biết ngầu hơn là gì không? Mình căng đúng lúc cả công ty con tiểu tam kia đang ôm bồn cầu. Mình mail bốc phốt nó khai khống hóa đơn, kèm bằng chứng bill chuyển khoản đầy đủ. Sau đó khi chồng mình đang dở cơn té xe, mình một hai đòi đưa anh đến một nơi bất ngờ. Vâng, không sai đâu. Mình đưa anh đến tiệm bánh nhỏ vừa bước chân vào anh thì vội vàng tìm vào nhà vệ sinh mình thì giữ anh lại tươi tỉnh anh nghe em kể câu chuyện đã kể xong rồi đi tiệm bánh này á, em mở được hai tháng rồi định hôm nay làm bất ngờ cho anh trộm vía tiệm làm ăn cũng thuận lợi thuận lợi đến mức mà có em gái đòi mua bánh làm sao để vụng về vào để tặng cho gia đình người yêu thú vị hơn gia đình đó là em nên hôm kia em được ăn những chiếc bánh do chính tay em làm mà anh mang về đó em nói xong rồi nhà vệ sinh bên trái đắng hơn trong nhà vệ sinh mình đặt một xấp ảnh cưới ảnh kỷ niệm thư tình của hai vợ chồng kèm thêm một tờ nốt anh muốn ăn bánh của em gái kia cho hết chỗ kỷ niệm này xả nước đi còn không tự biết đường giải quyết cho gọn gàng Đêm đó mình thấy số ảnh ấy được đặt gọn gàng trên bàn, kèm thêm hai cây vàng và một chiếc nhẫn kim cương thay lời xin lỗi. Mình và anh ăn ý không nhắc lại chuyện cũ, còn em tiểu tam kia vừa bị sa thải, vừa bị cả công ty chơi vì làm công ty té xe. Chúng mày đừng có chửi tao vội. Tao không còn yêu thương gì cái loại cấm sừng tao như nó đâu. Tao quay lại với nó để đá nó thật đâu. Cả đời nó không yêu thêm được một ai. Mày cứ chống mắt lên mà xem thằng đấy bại dưới tay tao như nào Đúng là sống lâu trên đời thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra Người ta quay lại với người yêu cũ vì yêu đã đành Đây còn vì đẻ người cũ cả đời không yêu thêm một ai Thú vị thật Con hân bạn mình xinh ngon ngọt nước Thầy yêu bạn mến, bố mẹ chiều chuộng Học hành giỏi giang, công việc tử tế Cái gì của nó cũng tốt Nhưng mắt chọn người yêu thì... Có lẽ khi có tất cả rồi thì người ta thường muốn đâm đầu vào những cái cờ đó di động. Người yêu hơn là Quân. Nếu như Hân có tất cả chỉ thiếu mắt chọn người yêu, thì Quân đết có cái gì trừ cái mặt tiền và cái lưỡi không xương trăm đường lắc léo. Quân nghèo, dốt, hãm, ở bẩn, đã thế còn cắm sừng Hân lên xuống, làm người ta không phân biệt được thứ trên đầu Hân là sừng hay tóc. Đã thế còn đào mỏ, tiêu tiền của người yêu, xong gia trưởng xấu tính. Nhưng tình yêu mà, Hân vẫn mù quáng lắm, cho đến ngày hơn phát hiện thằng quân nói xấu nó Eo ơi cái loại tiêu tiền người yêu Cái gì cũng nhờ người yêu Nhưng nhắn với gái là Cái con đấy không được tích sự gì Ngoài việc nó là cái mỏ Bao giờ anh khai thác xong thì anh yêu em Thế mà con tiểu tam kia cũng gật đầu tưởng hay Hôm đó hơn đau lắm nhưng đúng là cơn mơ nào cũng phải tỉnh đặc biệt là ác mộng nên con bé giác ngộ nhanh chia tay rồi anh em cũng nhẹ người mong bạn mình biết quay đầu là bờ không có đâm đầu vào mấy cái cờ đỏ nữa thế mà thế quái nào hôm trước bọn mình hẹn hơn đi ăn nó chối quanh chối cho nào đau đầu nào đau bụng đủ thứ lý do để không đi cả lũ đã thấy điềm rồi thì y rằng lát sau gặp nó trên viên cơm tay trong tay cùng quân anh anh em em như chưa hề có cuộc chia ly cây vờ lờ ngu đến vậy là cùng Lúc biết bọn mình phát hiện ra Thay vì trốn Hân rất là oách Tự tin nói như này chứ Chúng mày đừng có chửi ra vội Tao không còn yêu thương gì cái loại cấm sừng tao như nó đâu Tao quay lại với nó để đá nó thật đâu Cả đời nó không yêu thêm được một ai Mày cứ chống mắt lên mà xem Thằng đấy bại dưới tay tao như nào Hả? Thế là thế nào? Lấy đâu ra đào mỏ bằng cách đấy Thấy bọn mình trông vẫn mù mịt mịt mù Hân cười như bố đẻ em bé rồi giải thích Chúng mày thấy thằng Quân rất tệ đúng không? Ai cũng thấy thế nhưng chúng mày biết quan trọng là gì không? Thằng kia nó không nghĩ vậy Nó nghĩ vì nó đẹp trai Nên nó là số một Bố thằng ảo tưởng sức mạnh Việc của tao là gì? Ghim cho nó cái suy nghĩ đấy thật lâu Ngày ngày tao trót mặt vào tay nó Em yêu anh nhất Người như anh xứng đáng con người Mười người yêu Anh đi ra ngoài với bao nhiêu người cũng được Chỉ cần biết quay đầu của em đang chờ Khiếp hiểu chuyện thế thì thằng nào thoát được Tao đóng đạt đến mức mà nó cặp kè qua lại với con nào cũng kể với tao. Skill tốt không, xinh hay xấu cũng kể. Khoe như chiến tích. Còn tao á, em yêu anh em chấp nhận hết. Người như anh xứng đáng có 100 người yêu. Đã thế tao á, còn đòi. Một hai đòi cưới. Xong rủ rỉ giờ mà cưới bố mẹ tao cho hai căn nhà. Tao cho nó đứng tên hết để thể hiện tình yêu. Đời mà. Càng vô lý thì đấy càng là tình yêu Mặt khác tao quay ra lấy lòng mẹ nó Yêu lắm thương vừa Bác thích cháu chiều Trở thành cái dáng vẻ tần tảo hy sinh nhất có thể Cái khác không nói chứ nghe đến hai căn nhà Mẹ nó chấm tao lắm Xong đụng cái tao chia tay vậy biết rồi đó cả đời không tìm được tao thứ hai Giả dạ man thật Khó thế mà cũng nghĩ ra Hai tháng sau hôm đấy nó chia tay thật nó gọi cho quân nước mắt ngắn dài em yêu anh lắm nhưng mẹ em ép em cưới mai mối nọ nọ kia kia lâm ly bi đát ngập tràn xong lốc may mà không có bạn chung cũng đỡ phiền giờ thì nó lấy chồng rồi chồng nó mười điểm còn nghe đâu chia tay hơn quân suy sụp giờ chưa khá lên bọn mình ngoài ba mươi tuổi rồi mà quân yêu ai chỉ được thời gian ngắn là đức à nghe nói thằng đấy và gia đình nó đều muốn tìm một người như hơn nhưng mà cuộc sống nào giống cuộc đời đâu có đâu các bé chào ông Tôi thấy ông đang tán tỉnh người yêu tôi. Ông vui tính thật. Bọn tôi yêu đương công khai, tôi yêu quấy thế nào, sống ra sao chắc ông đều biết. Chắc ông cũng thấy người yêu tôi xinh bình thường, lại trẻ con hay làm nũng. Tôi nghĩ em ấy không hợp với ông đâu. Với tư duy của ông, ông nghĩ sao về mối quan hệ đồng giới giữa chúng ta? Oh my God, ôi, điên bức thấy người yêu hiện tại nhắn tin cho lớp dự phòng số 1, hay còn gọi là người yêu tương lai mà mình sốc ngang sốc dọc, giật đùng đùng dãy đành đạch cả nhà ơi hay cứu mình với. Mình yêu Minh được nửa năm rồi, anh cái gì cũng tốt, ngọt ngào, tình cảm, vui tính, đáng yêu. Nhưng mà con gái mà, luôn xứng đáng với những thứ tốt hơn. Nên khi được Tuấn tán tỉnh, mình cũng bắt đầu siêu lòng. Đây, mình kể sơ qua, các bạn mà là mình thì cũng ngất ngay trước một người như Tuấn thôi à. Tuấn lái Lisa ở Hà Nội thì ở thành phố Thời gian mà khi vào Sài Gòn thì ở đảo Kim Cương, cấp 2 du học ở Sinh, cấp 3 đi học Úc, đại học ở Anh, bây giờ đang ở Việt Nam tập làm người thừa kế. Một người tài sản, à nhầm tài năng như vậy thì lấy đâu ra khuyết điểm, nên ngay từ giây phút đầu tiên khi Tuấn nhắn tin hai em cho mình, với bức avatar tay đặt lên con vô lăng, con xe lê xếp, thì mình biết không sớm thì muộn. Minh rồi cũng sẽ trở thành quá khứ, còn mình trở thành phu nhân nhà giàu. Mình là muốn chia tay lắm rồi Nhưng chỉ những con không biết điều Trà xanh trà đỏ mới chia tay người yêu Để chạy theo người khác Một cô gái ngoan là phải để người yêu tự chán mà chia tay Mình không ngại để Minh cảm thấy mình sắp có người khác Chủ động chia tay Lượn đi cho nước nó trong Thế mà chờ mãi chờ mãi chưa thấy gì Có chán không Cảm thấy Minh dạo này cũng có vẻ chán mình Thôi thì mình chủ động xem anh có đang cấm sừng mình không Tương kế tự kế cho chim cút thôi Nhưng mà đời không như mơ Mà bài thơ thì không như bài hát Tình yêu giả mang thật, thay vì những tin nhắn yêu đương tán tỉnh với con khác, mình thấy người yêu hiện tại nhắn cho người yêu tương lai như thế này. Chào ông, tôi thấy ông đang tán tỉnh người yêu tôi. Ông vui tính thật, bọn tôi yêu đương công khai, tôi yêu cô ấy thế nào tốt ra sao cho ông đều biết. Chắc ông cũng thấy người yêu tôi xinh bình thường, lại trẻ con hay làm nũng. Tôi nghĩ em ấy không hợp với ông đâu. Với tư duy của ông, ông nghĩ sao về mối quan hệ đồng giới giữa chúng ta? ôi điên mất thôi Đúng là những gì mà mình không nghĩ đến thường sẽ xảy ra Đang bối rối thì mình thấy Tuấn trả lời Xin lỗi ông, giờ tôi mới thấy tin nhắn Chưa thử bao giờ nhưng mà ông làm tôi cảm thấy muốn được che chở Tí ông qua nhà tôi, anh em tâm sự nha Qua thẳng nhà, ông thấy được không? Mình vẫn đang bất ngờ Thì Minh tắm xong đi ra Thấy mình đang cầm điện thoại anh Sau khi thấy nội dung trong điện thoại Trong mặt anh giãn hẳn ra Ôi trả lời rồi đây Xong giật lấy điện thoại vội vàng chép Tuấn Quên cả là mình đang ở đấy Mình khóc nghẹn luôn mặt đầy nước mắt quay ra hỏi người yêu anh thế này là thế nào dù sao thì ờ em sai nhưng mà các anh đều là con trai mà ai ngờ minh trả lời tỉnh bơ đều là con trai thì làm sao con gì chả có lỗ có lỗ là được mình chưa hết sốc mình tiếp tục lại còn là một cái lỗ của search nhà hạng sang tiêu tiền như trát dịu dàng ngọt ngào ai chẳng muốn đâm vào à đâm đầu vào anh thì không trách em ai chẳng có mưu cầu hạnh phúc thôi được rồi mình chia tay đi anh phải đi tìm hạnh phúc của anh đây Cảm ơn em đã giúp anh có một đời ấm no. Bây giờ Minh và Tuấn gặp nhau rồi, cả hai người đều vừa hủy kết bạn với mình. Cả nhà ơi, mình nên làm gì đây? Đọc bao nhiêu là bài báo trên mạng, nhìn thấy chị em nhà người ta bao bọc yêu thương lẫn nhau mà mình ghen tị quá mọi người. Nhà mình thì chị chị em em rồi cuối cùng chẳng ra cái thể thống gì. Chuyện của nhà mình thì mình và chị vốn là cùng bố nhưng khác mẹ. Quãng thời gian trước khi kết hôn với mẹ mình, bố mình và một cô trong xóm đã có mối quan hệ khăng khít, thậm chí bà nội cũng đã nhận định cô ấy sẽ làm con dâu của bà sau này. Nhưng rồi gia đình đó có chuyện, cô ấy buộc phải chuyển đi cùng gia đình và hai người đã vô tình có chị vào khoảng thời gian đó. Rồi chị sống với mẹ chị đến khi mình học lớp 2. Sau đó mẹ chị lâm bệnh, không may mất sớm thì chị mới dọn về sống chung cùng gia đình mình. Chị lớn hơn mình 3 tuổi. Từ lúc chị về gia đình mình xáo trộn rất nhiều Chị luôn đành hanh so bì thiệt hơn Ganh đua từng chút một với mình và mẹ Mình biết mẹ đã rất khổ sở để duy trì mái ấm cho mình Mẹ bị chị dèm pha, dựng chuyện, bêu xấu đủ thứ Nhà nội và bố mình thì luôn nghĩ chị thiếu thốn tình cảm Nên ra sức chiều chuộng bù đắp mình vẫn nhớ như in năm mình học lớp 5, chị học lớp 8, mẹ đã suýt bị nhà nội đuổi đi chỉ vì nghe lời chị nói, chị nói mẹ đánh chị, nói xấu chị với giáo viên chủ nhiệm, khiến chị bị hạ hạnh kiểm nên không được học sinh giỏi, mặc cho mẹ mình thanh minh, ba mình vẫn đánh mẹ, rồi đem quần áo mẹ đốt hết giữa sân nhà, mình đứng bên cạnh ôm lấy mẹ khóc gào, nhưng vẫn không nhận được sự thương hại của nhà nội. Của người mà mình gọi là bố, lần đó mẹ đi, mình cũng ôm quần áo đi theo mẹ. Tới tận bây giờ mình vẫn không thể hiểu trong mắt bố có sự tồn tại của mình và mẹ không. Sau chuyện đó, mẹ mình gọi điện nói chuyện với cô chủ nhiệm. Chính cô giáo đã đến tận nhà, đem theo rất nhiều chứng cứ chứng minh chị học không giỏi mà còn vi phạm rất nhiều. Cô còn nói, nếu mẹ mình không đứng ra bên vực bảo lãnh thì chị mình phải ở lại lớp, chứ đừng nói là được học sinh trung bình. Lúc đó nhà nội và cả bố mình mới hiểu ra mọi chuyện. Họ tìm đến nhà ngoại năng nỉ mình và mẹ về. Mình thì nhất quyết không đồng ý, nhưng mẹ mình vì mình lại cắn răng đồng ý với lời thỉnh cầu đó sau đấy còn rất nhiều lần phải nhận lại sự bất công từ chính người nhà mà chính mình không thể nhớ hết nổi từ bé cho đến lớn mình luôn mặc lại quần áo của chị chơi lại đồ chơi của chị dùng lại sách giáo khoa cũ mà chị đã từng dùng đầu năm học và tết cũng là khoảng thời gian mình tổn thương nhất chị được mọi người mua sách vở mới hào hứng bàn nên học thêm ai còn mình thì chỉ biết nuốt nước mắt vào trong tự học tự bọc sách vở của bản thân Mẹ mình biết chuyện, thương con nên đành giấu giếm giếm mua quần áo, còn chị thì luôn luôn được cô được bố dẫn đi mua váy mua áo quần. Tiền lì xì của chị luôn cao gấp đôi, hoặc có khi chị có, mình thì không. Nhà nội luôn nói chị bị thiếu thốn tình cảm của mẹ, mình thì đủ cha đủ mẹ nên không cần cho mình nhiều, thậm chí có người lì xì mình và chị bằng nhau, ba nội mình cũng nói bằng được để họ cho thêm chị vài chục ngàn. Vậy nên trong tiềm thức của mình Biết sẽ chẳng thế nào trở thành đứa con được mọi người yêu ái Mình chỉ còn cách cố gắng học hành Phấn đấu vào một ngôi trường khớp đầu những mong cuộc sống tốt đẹp hơn rồi Vào năm hai đại học, mình may mắn có người yêu Tên anh ấy là Phong và tụi mình yêu nhau liền 2 năm trời Trong khoảng thời gian đấy, mình dẫn Phong về chơi vài lần Ngay từ lần đầu tiên, chị đã thì thầm vào tay mình Tao chấm người yêu mày rồi nha, thằng đó sẽ là của tao Mình nghĩ chị chỉ nói đùa thôi nào ngờ chị giấu giếm mình liên lạc với Phong Thời gian đầu anh còn kể chị nói xấu mình đủ kiểu Nhưng sau này chính anh cũng lạnh nhạt dần với mình Một hôm anh nói chia tay trong sự bất ngờ tột độ của mình Ngắn gọn nhưng ngang với việc Như bị xét đánh bên tai Chúng mình chia tay nhau đi Anh yêu chị em rồi Thật sự mình đã đứng không vững khi nghe con nói đó Rồi chẳng bao lâu sau thì họ công khai yêu nhau Chị dẫn người mình từng yêu về ra mắt Bàn cưới xin đã thế đau đớn hơn khi chính nhà nội bố mình lại hào hứng ủng hộ họ. Bố mình còn nói chị mới xứng với Phong hơn. Giờ thì họ cưới nhau chỉ sau 2 tháng công khai. Mình từ đường đường chính chính là người yêu, trở thành kẻ thứ ba đáng thương. Ngày cưới chị ta còn ngang nhiên đứng trước mặt mình, chăm chọc với dáng vẻ ngạo mạn Tao thắng rồi nha, cuối cùng Phong cũng là của tao. Tất cả những thứ tốt đẹp của mày cũng sẽ là của tao sớm thôi. Chán ngán về sự đắc thắng của chị ta, mình đã bỏ đi vì chỉ cần nhìn thấy hình cưới của hai người họ là lòng mình chua xót không thôi. Mấy ngày hôm nay, mẹ mình đã khóc suốt mấy ngày trước nỗi đau mình phải gánh chịu, mẹ tự trách đã không dứt tình sớm hơn để giờ khiến mình đau khổ theo, nhưng mình biết, những người đáng hận nhất chính nhà nội và bố mình mới đúng. Giờ mình đang lên kế hoạch để cùng mẹ dọn ra khỏi căn nhà này, vì mình không thể tiếp tục sống ở đây bên cạnh những người thân chẳng có tình thương, cũng không thể nhìn phong đến nhà với tư cách anh trễ nữa mọi người ạ. Mình biết là kêu ca kể lễ thế này cũng chẳng có ảnh hưởng đến họ nữa. Nhưng nỗi đau này quá lớn, chẳng biết phải làm thế nào mới vơi đi được đây. Em là sinh viên 18 tuổi, là con gái em đinh ninh phận đàn bà phải bao che đùm bọc lẫn nhau. Nhưng mọi thứ đổ vỡ khi chị hai em gào thét đau đớn, chờ người đến đỡ đẻ, thì em họ của anh trễ đã một tay cố tình muốn lấy mạng mẹ con hai chị em. Chị hai em tên Khánh Hà, Chị hai em lấy chồng năm 2018 vì kế hoạch gia đình, nên năm 2023 mới dính thai. Chị Hà có thai giữa tháng 7 năm 2023, tính tới tháng 2 là gần 8 tháng. Thời gian này cẩn thận, nhưng đùng một phát mẹ ở quê của anh Việt bệnh nặng. Bà muốn gặp mặt con trai và con dâu duy nhất của bà. Lúc đấy, bác sĩ nói chị Hà phải cuối tháng 3 năm nay mới sinh, với lại về quê chỉ 2 ngày, nên vì nghĩa tình chị Hà cũng nặng nạc đòi đi cùng với anh Việt, Tầm tháng 2 là em được nghỉ Tết Em cũng ham vui đòi đi chung với anh chị Để biết nơi này nơi kia Lúc về nhà anh Việt Điều em há hốc mồm là mọi người xung quanh quý khách Hàng xóm thân thiện Nhưng em rất ghét em họ của anh Việt Chị đấy tên Giang 20 tuổi Là đứa em họ duy nhất của anh Việt Em chú ý khúc nào chị ta cũng lườm liếc chị hai em Cứ nhìn chầm chầm vào cái bụng chị Hà Bằng con ngươi ác cảm Chị Hà về chưa bao lâu Giang đã chỏ mỏ và nói khéo Chúc chị Hà mẹ tròn con dọc nha. Còn cười cười nói là giỡn thôi chứ không có hàm ý gì hết. Chị Hà tốt tính không chấp nhỏ thua mình một con giáp nên cười trừ cho qua chuyện. Bị anh Việt nhắc, dần dần gian cư xử đúng mực nên em cũng bớt ác cảm. Mọi thứ ổn cho đến ngày về. Anh Việt phải đi mua đồ cho gia đình nên để em và chị Hà ở nhà. Em nhớ rõ lúc đó 10 giờ sáng. Em đang tắm thì ngoài vườn vọng vào tiếng hét của chị Hà, la đau bụng em mặc vội quần áo chạy ra vườn thì thấy chị hà ôm bụng la đau đớn dưới chân chị thì chảy nước em hoảng gọi cho ba mẹ anh việt và hàng xóm đến cứu khúc đấy đàn ông lấy xe đi làm hết rồi mấy chị đóng cửa ra đồng mà trong nhà của anh việt thì ông bà chỉ có xe đạp thôi em nhanh chân kiếm gian cứu trợ nhưng gian biệt tâm biệt tích ở đâu không rõ chị hà thì thở dốc em điện gấp cho anh việt kể tình hình thì không nghe máy thân em lớn cố gắng bồng bế chị hà kiếm cứu trợ phải nói lúc đó em sợ chị Hà xảy ra chuyện mà khóc lóc không ngừng được. May là chúa phù hộ hai chị em. Cô hàng sớm mới đi chợ về thấy chị Hà nằm dưới đất thở dốc còn em thì khóc. Cô ấy chạy nhanh qua cho em số điện thoại trạm xá. Cũng là phụ nữ có kinh nghiệm nên cố gắng giúp chị Hà được cái gì hay cái đấy. Em vội điện thoại trên trạm xá vì là nông thôn nên bệnh viện rất xa. Chỉ có trạm xá gần đây thôi. Em đứng bên ngoài nghe tiếng hét đau đớn của chị Hà với giọng cổ vũ của cô hàng xóm. Em khóc ngất, chỉ biết điện hối trạm xá, nhanh đến nhà anh Việt. Phải 10 phút rồi chưa thấy cứu hộ đến. Em sốt ruột gọi hối, thì người ta thông báo là xe đã tới rồi. Em đứng sững không có thời gian nên em mới chạy ra đầu đường xem xe ở đâu. Thì ngạc nhiên, em thấy Giang chỉ rõ với nhân viên cứu hộ là mấy người lì quá. Tôi nói tôi bị bệnh gọi cho mấy người tới. Bây giờ tôi khỏe rồi không cần mấy người nữa thì đi về đi các anh chị cứu hộ giọng gây gắt nói tới là vì sản phụ. Còn nhìn Giang không giống nên cần xác minh với người điện thoại đến trạm xá. Chỉ đơn giản vậy thôi. Giang gắt lên la lớn là trong đây không có sản phụ sản ơ gì hết. Lỗ tay cây hay sao nói không nghe. Đi làm làm việc của mình đi. Em điên tiết xông lên va thẳng một một với Giang. Em đẩy Giang qua một bên nói với anh chị cứu hộ cố gắng chạy nhanh vào. Cứ giúp mẹ con chị hai em. Giang trừng mắt. Người em to cao hơn Giang nên thuận tay em kéo mạnh tóc Giang chỉ vào mặt nói thẳng. Mẹ con chị tao cho mày mà bị gì Tao đổ máu với mày Mày liệu hồn đó Mặc kệ gian mặt tái xanh tái đỏ Em chạy vào giúp chị hai Cứ 5 phút là chị hai la khàng cái giọng Vì chị Hà phát hiện là bị mất nhiều nước ối và sinh non Nên phát sinh rất nhiều vấn đề Sinh con được nửa tiếng thì anh Việt về Em kể hết đầu đuôi thì anh Việt vội chạy kiếm bà đỡ mát tay lớn tuổi về đỡ đẻ cho chị Hà. Võn vẹn 2 tiếng đồng hồ, chị Hà đã sinh ra được một bé gái rất dễ thương. Cảm xúc hai anh em vỡ hòa khi thấy mẹ tròn con vuông. Sau đó thì mẹ con chị Hà được đưa vào bệnh xá để theo dõi thêm. Ba mẹ em ở thành phố nghe tin, cấp tốc chạy về quê anh Việt ngay trong buổi chiều hôm đấy. Lúc em, ba em và anh Việt ở nhà, em không nể nang gì mà nói thẳng chuyện Giang cản trở y tá đến hỗ trợ cho chị Hà. Hỏi đểu Giang không biết vô tình hay cố ý đuổi y tá về trạm xá, chưa tới lượt Giang xía mỏ trả lời, ba em đặt vấn đề tại sao chị Hà động thai sinh sớm. Giang đi đâu, làm gì, lúc chị Hà bị vỡ ối và tại sao Giang lại cản trở y tá dù không biết y tá đến nhà ai và để làm gì. Nhiều nghi vấn xảy ra, mọi thứ đều chỉ về cái ngữ ác ôm chị hai báo tin Giang. Đúng lúc căng thẳng thì mẹ gọi báo chị Hà tỉnh dậy trong bệnh viện, âm ỉ không muốn gặp anh Việt và Giang. Nghe tin bốn mắt nhìn nhau, em thấy Giang cứ rụt rè che giấu, em thuận miệng khịa, đã xấu rồi còn làm chuyện ác. Bốn người ngồi một lúc thì bỗng mẹ em từ trạm xá về. Mẹ bảo là chị Hà ngủ có y tá riêng canh chừng nên tranh thủ về mua tí đồ cho chị Hà. Đang nói thì mẹ đi về hướng anh Việt và Giang. Thẳng tai tác Giang và Việt hai phát rõ đâu. Lần đầu tiên trong 18 năm em thấy mẹ giận và đánh người dữ như vậy. Giọng mẹ căng đét nói tại sao hai đứa bay mất dạy với con gái tao. Một con não tàn dám mở mồm tuyên bố thách thức chị dâu nó là đã yêu và gửi clip ngủ với anh họ mình. Còn một thằng sống lỗi đã có vợ mang bầu Còn dựng cờ với em họ của nó rồi bị quay clip Em và ba nghe xong nhìn nhau đúng kiểu không thể tin vào tai Nhưng đó là tin chuẩn Vì chính mồm chị Hà kể lại Cũng như chuyện gian cả y tá và cứu chị Hà Là vì hận chị cướp anh Việt Ba im lặng nhìn mẹ hết mắng việc sang chửi gian Hai con thú không tính người này đã hãm hại chị Hà Ba chỉ lên tiếng dặn em vào dọn đồ của em và chị Hà Ba và mẹ dẫn em trời khỏi nhà đấy ngay lập tức Chị Hà nằm trạm xá được 2 ngày, ba em dùng mọi cách thuê xe 12 chỗ để có không gian cho chị Hà nằm, che chắn gió đủ thứ, lót nhiều nệm cho chị Hà và cháu gái. Lúc về thành phố, ba đưa chị Hà vào bệnh viện tư khám tổng quát và kiểm tra sức khỏe. Còn về phần việc, vì là ở trễ và được ba nâng đỡ lên giám đốc trong công ty, nên là anh Việt bị đuổi thẳng cổ. Ba cũng nhờ luật sư can thiệp chuyện chị Hà ly hôn đơn phương có bằng chứng ngoại tình là clip của chị Giang gửi cho chị Hà. Lúc việc về thành phố, Chạy về công ty quỳ dưới tòa nhà 2 tiếng tỏ ra hối lỗi Dập đầu cầu xin gia đình em Đầu tháng 4 là chính thức ra tòa ly hôn Dù không muốn nhưng anh Việt được hưởng 35% tài sản của ba mẹ em cho lúc cưới Coi như là bố thí làm phước cho cháu gái nhà em Chào các bạn khán giả Để viết được câu chuyện của bản thân lên đây Phải nói là em đã suy nghĩ rất kỹ càng và thấu đáo Trước mong sau khi đọc xong Em sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích cho cuộc hôn nhân Vừa bi vừa hài của mình Em và chồng yêu nhau được gần nửa năm thì quyết định làm đám cưới. Lý do bọn em tổ chức đám cưới nhanh đến vậy, một phần cũng vì em thì đã ngoài 30 mà chồng em cũng đã ngoài 40 rồi. Bố mẹ hai bên đều vô cùng mong ngóng có cháu nên quyết định tổ chức đám cưới sớm luôn. Em cũng cảm nhận được ở chồng mình sự chu đáo tâm lý, anh yêu thương chăm sóc em tốt đến mức mà nhiều người phải ghen tị. Suốt thời gian yêu nhau, nói thật chúng em đã vượt trào vài lần và hậu quả là cái thai hơn 2 tháng đang lớn dần trong bụng. Từ ngày biết em có thai, không chỉ chồng mà cả nhà chồng em đều rất mừng. Chồng em là con một, từ trước đến nay anh cũng nói em là mối tình đầu của anh, chứ thật sự cả quãng thời gian trước anh chưa nhìn trúng được cô gái nào cả. Bây giờ lại còn sắp có cả trâu cả nghé, thì ai chả vui, đời con gái có một lần em và chồng bàn nhau phải làm một lễ cưới thật sang trọng và linh đình để đánh dấu ngày chúng em về chung một nhà với nhau. Cha mẹ chồng em khá giả nên cũng không phản đối. Thế là chúng em tổ chức đám cưới tại một nhà hàng lớn nhất thành phố với số khách mời khủng. Trước cổng thay vì để một tấm ảnh cưới trưng bày, thì chúng em để tới ba tấm to và dài như banner quảng cáo. Không phải khoe chứ có mấy lần được trưng ảnh cưới của mình. Thế đâu, nên là em cũng không ngại. Được cái ảnh cưới đẹp nên ai cũng trầm trồ khen ngợi, rồi tranh nhau chụp hình. Giây phút được khoát tay anh, cầm pháo hoa đi vào sảnh chính, giữa bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu hoa tươi, cuối cùng cũng đến. Lúc đó bước bên anh mà em vừa trung, vừa hạnh phúc. Phía trên, MC vẫn nói những câu thơ hay về tình yêu, mà ảnh trọng vẫn chiếu những tấm ảnh cưới của hai đứa. Thế nhưng khi đang làm lễ thì có chuyện lớn xảy ra. Khi chúng em đang tay trong tay hạnh phúc, cắt bánh kem tình yêu thì bên ngoài có tiếng ồn ào của bảo vệ. Rồi cả hội trường đứng hình khi thấy một người đàn ông mặc vest trắng tinh, khuôn mặt nơm cũng ưa nhìn chạy vào trong khi nhân viên bảo vệ đuổi theo sau, quát tháo không có thiệp mời thì không được vào. Thật sự lúc đấy em còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người đó đã cướp micro của MC. Giọng dạc cất lời, thưa quý vị, đáng lẽ tôi mới là người đứng bên cạnh chú rể trong ngày hôm nay. Tôi và anh Khôi đã yêu nhau gần 4 năm, vậy mà chỉ vì sợ tiếng đời anh ấy lại dối gạt tôi đi cưới vợ khác tôi không phục anh ta nói đến đó thì bị bảo vệ lôi ra ngoài trước khi khuất sau cửa anh ta còn la hét được phản bội để xem qua ngày hôm nay anh sống như thế nào mà nhìn mặt người khác nữa đồ tồi sao anh không dám sống thật với bản thân đi tôi vì anh mà từ bỏ tất cả anh lại đối xử với tôi như vậy hả đồ hèn hả em ngơ ngác quay sang thì thấy chồng em tái mét mặt mày đứng trơ trọi ở đó không nói một lời còn em sau giây phút ngỡ ngàng thì xấu hổ bẻ bàn vô cùng quan khách bắt đầu ồn ào lên sau sự xuất hiện của anh chàng đó nhiều người to nhỏ bàn tán nhưng đa phần đều sửng sốt hiếu kỳ bởi không ngờ chồng tôi lại thích người đồng giới lúc đó em chỉ ước có một cái lỗ thật to để chui xuống cho đỡ xấu hổ nhìn lại chồng anh trối trích xua tay nói không quen biết người kia và chẳng qua là bị nhận nhầm thôi Hôm lễ của chúng em cuối cùng biến thành cái chợ cho mọi người vô tư bàn tán rơm rã mà em cũng không ngờ mình lại bị một gã đàn ông phá hoại đám cưới để cướp chú rể tối đó chồng em giải thích đủ điều trước mặt tất cả dòng họ hai bên anh nói anh không biết người đàn ông đó là ai vì sao lại phá đám cưới nhưng anh thề thốt chỉ yêu một mình em mà thôi anh còn nói nếu anh yêu người đồng giới sao làm sao mà có làm cho em có bầu được anh lấy đứa trẻ ra để biện minh nên mọi người cũng xui xui bố chồng em cũng cho là người đi tìm anh chàng kia nhưng mà tìm không ra nghe bảo vệ nói sau khi bị đuổi ra khỏi cổng anh ta vừa khóc vừa chửi chú rể một trận rồi mới lên taxi bỏ đi giờ đầu óc em quay cuồng lắm rồi hàng ngàn câu hỏi cứ chạy lung tung trong đầu khiến em không biết có nên tin chồng mình hay không nếu như anh thật sự thích người đồng giới thì anh sẽ chẳng muốn đụng vào người em nhưng nếu không phải sao anh chàng kia phải khóc lóc vật vã làm gì thời buổi này làm gì có chuyện nhầm lẫn như tiểu thuyết vậy được em có nên cố tìm cho ra anh chàng kia để làm rõ ngọn ngành hay cứ mặc kệ vì ván đã đóng thuyền không mọi người rồi, bé đẹp nào bỏ được kiếp làm gái, hoàng lương là mang đoan chính đàng hoàng thì im lặng mà làm thôi mấy em. Bộ mấy đứa mắc khoe lắm hay gì vậy? Đem quá khứ như cớ của mình ra để mà hả? Cái kiểu dụ dỗ cái anh là làm sao? Anh tên Long, tháng trước vô tình được giới thiệu si mới khai trương luôn. Bạn bè rủ em đi thì anh đi thôi. Trải nghiệm lần đầu thì ổn áp phết, cho nên anh mới quay lại lần hai nha kiểu để giữ khách một phần là còn trẻ mới 23 24 thôi cho nên là em Trinh nó rất là thích kể về quá khứ của em ấy Trinh thích nói về cuộc đời lắm không hỏi gì cũng khai mình hồi trước mình làm gái kiếm sống và giờ hồi hướng vay ngân hàng mở tiệm spa sống qua ngày vậy nọ anh ok với em ấy thôi à vì ai cũng được tôn trọng nha anh nghe kể thấy thương với tay nghề tốt thì anh đâu nỡ bỏ đi xa đúng không có mấy lúc á, thấy em ấy chật vật với công việc anh cũng quan tâm tới quá khứ, công khai tán trinh luôn, vì tính trinh chịu thương chịu khó, làm lại cuộc đời, nhan sắc cũng ổn, bằng cấp cao đẳng cũng được đi, cho nên anh cua luôn. Anh mập mờ được 2 tháng thì đang trạng thái thương em, bụm phát biết em vừa ngồi massage, vừa coi phim 18 cộng, em đóng cùng thằng khác thì nó chua thiệt nha. Đó, hôm đó chủ nhật, nguyên tuần làm việc căng thẳng quá, anh ra xì ba của Trinh kiếm thoải mái ăn chú. Lúc Trinh đang massage, mặt á, là anh anh buồn ngủ lắm rồi nha trời, cũng tranh thủ chập mắt. Mà đang vô giấc thì nghe thấy tiếng á, á, ở bên tai. Lúc đó anh còn nghĩ là nghe nhầm không á, cho nên cố gắng vô giấc tiếp. Bà mẹ tới lúc Trinh gọi, anh Long ơi, anh còn thức không? Giọng rất nhẹ nha, anh cảm giác có điềm rồi nên cứ nhắm mắt để coi thử coi lại là Trinh làm cái gì ta nói trinh một phát giọt lên người massage xa lưng cho anh đáng lẽ cái thứ cả lên lưng á là khăn mềm mềm lót đầu đó nhưng không anh em ơi một thứ trần truồng ướt át cả lên lưng anh tưởng tượng đi là trinh vừa chà sát vừa a à á ớ ngay trên lưng của anh luôn mà thà làm vậy á, mà gọi tên anh thì cũng làm nên cơm cháo hẹn hò rồi nha nhưng mà mồm trinh cứ rội anh hưng ơi anh hưng ơi Ủa chưa là gì của nhau mà cảm giác như bị cắm sừng lên đầu rồi nha Nghe tên thằng khác anh lén he hé mắt á Thì nhắm đết nổi nữa rồi Vừa hé mắt thôi Anh nhìn thấy điện thoại của Trinh con video với một thằng khác đang sóc Má ơi Thằng kia được hai phát thì Trinh tắt con Trinh chuyển sang coi phim luôn các ông Nhân vật chính là Trinh và một thằng ôn con khác Trinh có một album riêng lưu trong điện thoại luôn Nó mới ác chiến chứ trời Cứ 5 phút chuyển video một lần Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác Mồm em nói hóa duyên từ bi Nhưng thói nào thật nấy Lẳng lơ thì vẫn là lẳng lơ thôi Bỗng dưng em tắt điện thoại Tưởng là xong hết rồi đó Ai à, có vẻ yeah. Em Trinh cố gắng lật người anh lại Rồi ngồi lên phía bên phải Dùng cặp đào đi vòng khắp bên trên người anh Thì massage lưng mặc mỗi cái quần xà lõn Trinh là một tư thế không được luôn đó lúc dây bình tĩnh còn chưa đứt nha anh tỉnh dậy đẩy trinh ra thì mới biết người trinh còn mỗi cái nịt anh không tin được trinh lục hết đồ ngồi trên người anh luôn ta nói cú sốc đầu đời của ông thằng chưa mất lần đầu mà anh nghĩ Trinh Hoàng Lương cố gắng bỏ quá khứ làm lại cuộc đời. Nhớ mãi cảnh hai đứa nhìn nhau mà sốc ghê. Tình cảnh nó đã ngượng rồi mà Trinh còn ôm thân khóc như uất ức lắm á trời. Anh hỏi mấy câu như cởi đồ làm gì, khóc cái gì. Trinh cứ im thiên thiết ôm thân ngồi một đống ở đó. Và vào tình cảnh không đốn thì cái chứ. ngay cô gái gian díu mập mờ muốn tỏ tình làm bạn gái nữa mới cay. Nhìn giao diện em hiền, tay còn đeo chuỗi hạt thiền mà mồm em dám thốt ra câu. Anh mặc đồ giúp em được không ạ? À? Trời đất ơi, anh là thằng đàn ông mà tóm lợn loại người này. Anh thích gái quay đầu làm bờ, chứ không phải trá hình bằng mõm rồi tâm tính cởi đồ thử đầm trước mặt đàn ông. Lúc đấy đâu biết làm gì nữa. Một là cầm quần đi về, hai là nằm lăn lộn thôi. Mà với anh, chỉ có cầm quần về chặn hết mạng xã hội của Trinh, phải ráng tẩy não cái cảnh DC3 này thôi. Rồi chấn động hơn, thằng đồng nghiệp của anh bị Trinh dụ vào trong. Thế là em Trinh nó cộng thằng bạn anh bằng cái bầu 2 tuần tuổi, bắt thằng bạn anh chịu trách nhiệm, còn không là tung video cho công ty, nó thằng bạn anh không có đạo đức làm người làm con gái người ta có bầu rồi hả trúng chui trốn nhủi trinh khốn hơn là biết địa chỉ nhà đồng nghiệp anh thế là em trinh nó vác giấy khám thai cho bố mẹ thằng đấy đọc khóc lóc thảo mai kể phận con gái chữa hoang bị người đời đánh giá em nào dám nói em quay đầu về bờ nhưng tâm tính bẩn như cái quá khứ của em đâu anh phải qua thằng bạn kể về trinh cho cô chú nghe để mà chắc chắn thằng con họ bị ngu bị lừa cũng chưa chắc đó là con cháu nhà này đâu vì trước đó hai tuần cũng thằng vào trong với cái màn cởi đồ của em trinh rồi mà được cái giải thích thì bố mẹ thằng này không mới tin họ nói giao diện trinh hiền lành vậy không bằng không chứng sao mà tin lời anh được <laughs> cô chú còn đệm thêm câu tin tưởng vào mắt nhìn người của bản thân họ ok rồi thế là thằng bạn anh bị tống cổ lấy vợ đúng chuẩn ngu vì gái là cái ngu tê tái đồ đó rồi phải chịu cảnh sống 50 50 một là con mình hai là con thằng khác thế thôi phải thấp thỏm thấp thỏm vậy đó cố gắng đợi 9 tháng 10 ngày có bằng chứng mới dễ nói chuyện ha Trên trên vốn vậy ngu chu đầu vô thì chịu thôi anh em nhờ Khổ quá mọi người ạ à. Ai cho ý kiến dùng trường hợp này giúp em chứ Chuyện là em tên Mai 26 tuổi đang kinh doanh số quần áo riêng Dạo này rảnh rỗi lại không có người yêu Nên em mon men lên mấy app hẹn hò để tìm bạn tâm sự sau vài lần va phải mấy ông nhạc như nước ốc thì em cũng tìm được một anh khá thú vị ảnh chủ động ad friend em và giới thiệu tên là Tuấn 28 tuổi đang làm leader cho một công ty thời trang thêm cái em cũng kinh doanh về quần áo nữa nên tụi em nói chuyện khá hợp trơ từ đời thường cho đến công việc trên avatar em cũng chỉ thấy ảnh ướp mỗi một cái ảnh gốc riêng chủ yếu là khoe body 6 muối, nhìn mê cực luôn ấy quá là đúng gu nên là em mong đợi lắm anh Tuấn dẻo miệng lại rất biết cách khơi chuyện nên em cứ bị cuốn vào chả dứt ra được. Nói chuyện được hơn một tuần thì ảnh ngỏ ý mời em đi cà phê. Dĩ nhiên là em nhận lời ngay, nhưng lần gặp đầu tiên đã ối rồi ôi, vì em nhận ra hóa ra anh Tuấn chính là crush của nhỏ Nhung, bạn thân em. Dạo gần đây nó hay tâm sự với em là đang để ý anh leader của team nó. Thích thầm ảnh cũng nửa năm rồi, nó còn gửi ảnh cho em xem cơ. Chả quả sai vào đâu được, đích thị là anh Tuấn này rồi. Thôi, đã lỡ gặp rồi chẳng lẽ là vì ảnh là crush của bạn thân mà lại bỏ về ngang đúng không? Thế nên em vẫn tiếp tục buổi hẹn mà phải công nhận anh Tuấn đẹp trai phong độ hơn cả trong ảnh, quần áo phẳng phiu thơm phức, đậm chất quý ông, đã vậy còn ga lăng nói chuyện nhẹ nhàng hài hước nữa chứ. Bảo sao nhỏ bạn em trồng cây si ảnh nửa năm trời, đi cà phê xong ảnh còn rủ em đi xem phim, xong rồi đi ăn tối, lúc đưa em về tận nhà còn tặng quà cho em cơ. Bảo là ở quà gặp mặt sau này mình còn gặp nhau nhiều. Ôi mê thật sự, sao hôm đó cứ buổi trưa là em nhận được một ly trà sữa và đồ ăn, kèm theo một tin nhắn ngọt ngào từ anh Tuấn mặc dù trong lòng vui lắm nhưng ngại việc nhỏ bạn thân cũng đang crush ảnh nên em khó xử vì vậy mà em bắt đầu dò hỏi nói là còn thích anh Tuấn gì đó của mày không thì nó bảo với em là vẫn thích nhưng mà chưa định tỏ tình em lúc này cũng chả cưỡng lại được con tim nếu mà nó bảo chưa tỏ tình thì em vẫn có quyền yêu anh Tuấn chứ thế là em vẫn không nói chuyện gặp gỡ anh Tuấn cho nhung biết tụi em vẫn đi ăn đi chơi đi hẹn hò có những hành động thân mật với nhau Thề là càng dính càng cuốn. Mỗi lần đi chơi là mỗi lần em được anh Tuấn tặng quà. Nào là giày dép, nước hoa, mỹ phẩm. Xong đợt Valentine anh cũng rủ em đi chơi. Lần này ảnh sắp xếp một bữa ăn dưới, nến vô cùng lãng mạn. Tụi em vừa ăn vừa nhâm nhi vài ly vang. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Lúc thắm men thì tụi em đã dắt tay nhau vào khách sạn. Thế là em lại có thêm lý do để mê mệt anh Tuấn. ảnh đỉnh lắm mọi người ạ. À. đã cam mười tú lại còn lâu dài thế đúng nghĩa đen mỗi một đêm mà bị anh hành cho ba nháy tuyệt vời thế này sao mà bỏ được sau đêm đó tụi em thân thiết hơn mặc dù chưa ai chính thức tỏ tình nhưng dường như là ngầm xác định quan hệ rồi anh tuấn cũng đã kêu em là em yêu và hứa là sẽ tỏ tình rồi thế mà mấy hôm sau con nhung lại hẹn em đi cà phê rồi bảo tao nghĩ kỹ rồi cuối tuần này tao hẹn anh tuấn đi ăn rồi tỏ tình luôn mày ạ dạo này thấy ổng đi làm cứ nhìn điện thoại rồi tấm tỉm cười tao sợ ổng có crush rồi quá nếu được tao dụ ổng đi làm vài lon bia rồi thịt ổng luôn chứ như này sợ mất quá tầm này con nào mà dành là tao tới bến luôn em nghe xong sóc vải mèo ơ ờ hay chả nghĩ con nhung nó lại mất liêm sĩ đến thế em mắng cho nó một trận bảo dẹp ngay cái suy nghĩ điên rồ đó đi nhưng mà nó cứ khăng khăng cuối tuần phải chốt được anh tuấn đấy giờ em phải làm sao ạ à? chả lẽ giờ em nói với nó là tao đã thịt anh tuấn của mày rồi với lại nhỏ bạn em với anh tuấn chưa có cái gì hết còn em và anh tuấn đã thịt nhau mẹ rồi thì anh ấy phải là của em chứ nó dành cái éo gì Nè nha, tất cả những cái câu như anh thề, anh hứa, anh đảm bảo đều là lộn xào hết. Đệt, con nào còn tin mấy cái đó thì đời còn khổ nha. Không, không mày ơi, mày nhầm rồi. Câu anh sẽ lấy em mới là lộn xào nhất. Lấy thì mua nhẫn đi, cầu hôn đi. Mắc gì là anh sẽ lấy em. Ô, hành động đâu? Ôi rồi ôi, chẳng mấy khi gặp mặt. Nhưng mỗi lần gặp mặt lũ bị tìm được những chủ đề. Đúng là chỉ chúng nó mới nghĩ ra. Câu chuyện hôm nay chính là đâu là những lời đàn ông nói mà không đáng tin nhất? biết là lời nào cũng không đáng tin rồi. nhưng mà bọn tôi đang truy tìm lời không đáng tin nhất cơ. lúc con hà vừa đến, Đít chưa kịp chạm ghế, nó đã buông câu. đệt, thằng người yêu tao mờ mới thì chê cái con nhà đối diện. nào là da xấu, nào lưng dài, nào thì dáng toàn xương, chê đúng kiểu không còn gì để chê. thế mà hôm qua tao phát hiện chúng nó hấp nhau. phải công nhận, thằng nào càng chê con đó xấu, con đó thế nọ thế kia. Có cho anh cũng không thèm, thì là thèm vờ cờ lờ, kiểu thèm nó mới để ý, chứ đết thèm đã đếch quan tâm rồi. Đệt, chuẩn cơ mẹ nấu luôn, con Hà chưa dứt lời, thì con Thu lên tiếng, cũng đúng. Nhưng chúng mày có để ý tất cả những cái câu như anh thề, anh hứa, anh đảm bảo, đều là lộn xào hết. Đệt, con nào còn tin mấy cái đấy thì đời còn khổ. Không, không mẹ ơi, mẹ nhầm rồi, câu anh sẽ lấy em mới là lộn xào nhất, lấy thì mua nhẫn đi, cầu hôn đi mắc gì anh sẽ lấy em ơ ờ, hành động đâu con thu chưa hết câu con hà đã nhảy vào mồm xong nó vẫn cây thằng người yêu cũ gào lên Đết nói đâu xa tao đây nè vì một câu anh sẽ lấy em mà chăm chỉ đi làm cố gắng vung vén cả ngày tính toán tương lai lễ tết còn quà cáp chăm lo cho cả nhà nó ờ anh sẽ lấy em nhưng em nào thì không nói cho nó cút xong mấy mới thấy mình ngu con gái mình dễ tin người không hiểu sao mà anh sẽ lấy em mà cũng tin Đáng ra phải là anh mua nhẫn, anh mua hoa, anh cầu hôn Mà như vậy có khi tao còn chê Chứ tí nước bọt với con nào nó chả uống lưỡi được Wow, thật là kinh nghiệm Đúng là sau vấp ngã thì ai cũng trưởng thành Con Hà vẫn đang bực mình Thì con Hoa thò cái mồm vào Đấy là chúng mày còn được chờ cưới với cầu hôn Như con đây nè, làm tiểu tam Bị đánh ghen tím người Nhưng vẫn một mực anh ấy với vợ bây giờ Là vì con thôi, vợ anh ấy cũng có người khác mà con anh ấy vào đại học là bọn em đến với nhau Mà chúng mày ạ à, Con thằng kia chỉ ít hơn con em tao 3 bốn tuổi Ngu vậy là cùng Yêu đến mấy thì yêu Đừng có đâm đầu vào mấy cái như anh với vợ không hợp nhau Anh với vợ trên danh nghĩa Ui giời không hợp thì bỏ mẹ đi Nói đết gì lắm Vẫn là hà Đúng là mới chia tay Sức chiến đấu mạnh thật Thế mày biết mấy thằng đó về nói với chính thức như nào không Tổ sư bà Anh và cô ấy chỉ là bạn bạn ABC hay là bạn đạo dụ Rồi là anh em chơi chung nhóm Nếu gì mà em gái thù kem anh trai Ôi tao điên mất Nhưng bất ngờ hơn là chị chồng ngồi im lặng từ đầu buổi Chị Hồng hơn bọn mình 3 tuổi Là người từng trải nhất Thấy cả lũ nói xong chị mới lẩm bẩm Thôi chúng nó nói thế Cùng lắm chúng mày chỉ tan vỡ trái tim Vá vào là được Giỗng tay lên mà nghe Thằng nào mà nói mấy cái câu này thì mới là hổn làm Cần cút đây nè anh đang đầu tư thiếu chút vốn, em xem xem, hoặc là xây giúp anh một ít, bao giờ nhận lãi là anh đủ tiền cưới em. Hay hèn hơn là mấy thằng, chuyển anh mấy trăm ca, lát anh chuyển lại. Lát gì? Lát thịt, lát cá hả? Con bạn tao đây, thế đết nào thằng chồng vũ được nó bán miếng đất bố mẹ cho xong, ôm tiền đi đầu tư, mà là đầu tư cho quán hát, mấy cái con ở quán hát á. Ngu nhất là đem tiền cho trai chúng mày nha, nhớ đó. Mà tài thật, con nào con nấy yêu vào là người yêu cần bao nhiêu tiền cũng chi ngu thế không biết chị vừa cất lời bỗng thấy hà im lặng hẳn ngó qua thấy nó đang cáp những bill chuyển khoản từ bao giờ bao giờ xong mở blog người yêu cũ Ai... ôi mọi người ạ à, hôm nay em kể cho mọi người nghe về câu chuyện của bà chị họ nhà em cháy khét lẹt luôn. Bà chị nhà em là Thu, một người vợ xinh đẹp và là một người mẹ đảm đang. Đợt đó em về quê chơi vì được nghỉ lễ, tiện qua thăm bà chị Ú Nu của mình luôn. Chiều hôm đó em qua nhà bả vào tầm 5 giờ, em chưa thấy ai mà đã thấy tiếng đánh vần từ trong phòng ngủ vọng ra. Em cứ nghĩ là vợ chồng hâm nóng tình cảm nên cũng lẳng lặng xuống nhà nấu cơm, miệng cứ khúc khích chờ bà chị xong việc. Xong việc thì em cũng đi đâu đó cho vợ chồng nhà kia thoải mái. Tới tầm 7 giờ rưỡi, bà chị em đi xuống bếp thì em cũng tình cờ về ở bếp gặp em. Chị em ngơ ngác hỏi, ơ, cái chiếc ngố đấy à? Về sao không báo chị? Làm chị chẳng chuẩn bị gì hết trơn á. Em cứ tủm tỉm cười, huyết vai bà chị. Thấy chị với anh Tùng nhiệt tình quá, em sợ làm phiền, nên xuống nấu cơm, rồi đi mua thêm đồ lạc vặt luôn. Đến đó bà chị em còn ngơ hơn lúc nãy rồi nói Nè nha, không có giỡn mày nha, không có vui nha Sáng giờ chị mày đi làm tối tăm mặt mày Giờ về mày giỡn vậy không có vui nha Lúc này em mới ú ớ kể cho bà chị nghe Chuyện hồi chiều nghe thấy tiếng đánh vần ngọt xớt từ trong phòng ngủ á Lúc đó nhìn bà thu sợ lắm Mặt hầm hầm đầy sát khí Bà chị liền vô phòng ngủ Không thấy ai còn điên hơn lúc trước Mở điện thoại ra, thấy ông Tùng nhắn tin bảo đi ăn với đối tác Đêm mới về Không chần chừ một phút 30 giây Bà ấy gọi cho ai đó Người rồi cứ ok, 8 giờ nha các kiểu. Bà ấy còn gọi mẹ em qua trông cháu một xíu để đi có việc. Một lúc sau bà Thu make up thật sang chảnh, mặc chiếc váy gợi cảm với đôi giày cao gót màu đỏ bước lên chiếc ô tô màu đen. Bà còn kêu em lên xe để đi quay lại những việc mà đôi mèo mã gà đồng đó làm. Mới vào trong xe mà em choáng luôn mọi người ơi. Một chị xăm trổ đầy tay, cơ bắp lực lưỡng lái xe. Chị đó là chị Hoài, bạn thân của bà chị em. Trên ghế phụ còn có một chị cũng đại ca không kém, mặc váy da, đeo tất lưới với đôi giày phải độn lên đến 10 phân. Chị đó là chị Hoa, chủ của một tiệm cầm đồ có tiếng trong khu. Đằng sau cấp xe là mấy thứ đồ nghề được chuẩn bị như bột ớt, nước mắm, mắm tôm, mũ bảo hiểm và rất nhiều thứ vũ khí đáng sợ khác. Đi sau xe của chúng em là một đống đàn em của chị Hoa, anh nào cũng lực lưỡng to cao hết á, nhìn mà muốn sởn hết ghe ốc luôn à. Chị Thu giải thích cho em tao biết lão tùng đang vụng lâu rồi chỉ là vì tao nghĩ cho thằng biên với cái gấu không có cha sẽ buồn nên mới im im thôi tao điều tra được con nhỏ này tên thư học đại học năm 2. giao diện ngây thơ lắm tao cây ở chỗ là nó dám mang gái về nhà chị hoa còn nói thêm lúc mày gọi cho tao để đi bắt ghen là tao biết lão tùng đang ở đâu liền sao mày biết chị em hỏi chị hoa không do dự trả lời chúng nó vào khách sạn của bộ tao hú hí với nhau bộ tao chết cam thấy quen quen gửi qua cho tao liền em chỉ ngồi nghe Chắc chị nói thôi mà đã trung lắm rồi. Nhưng với bản tính hóng drama thì em phải đi chứ. Ngồi một lúc cũng tới nơi, đó là một tòa khách sạn to khủng khiếp. Chị em nhìn mà mắt trưng trưng, nói rằng hơn chục năm cưới nhau mà chưa bao giờ ổng cho bà ấy đến những chỗ như thế này. Lập tức chị lao nước mắt và hầm hầm tiến thẳng vào trong. Chị Hoa tiến lên hỏi lễ tân. Em gái, đôi nam nữ này nhìn quen không em? Rồi chị show ảnh của đôi gà bông lên kia. Bé Lễ Tân có vẻ quen mặt chị Hoa, liền nói số phòng đưa chìa khóa phòng cho chị Hoa. Rồi cả một quân đoàn hầm hầm đứng trước cửa phòng 506. Bà chị già nói với em, mày bật máy quay lên, chuẩn bị vô nè. Em bật máy quay lên, không quên để chế độ Full HD để thấy từng lỗ chân lông của con nhỏ kia. Đạp cửa xông vào, thứ em trông thấy làm em ghê tởm cả đôi mắt. Con nhỏ kia không mảnh vải che thân, đang ngậm chú vạnh khuyên nhỏ của lão Tùng. Bà chị em muốn điên máu từ nhỏ Nay còn có máu nóng Liền xông vào Nắm đầu con nhỏ kia Bảy không do dự làm ba đường tông đơ cắt gần hết tóc của nó Lão Tùng định xông vào can Thì bị chị Hoài ngăn lại Cho một phát một độn thổ Nhỏ kia cũng chẳng vừa Định quay lại đánh chị em Thì bị chị em ấn đầu xuống đất Chị Hoa bước tới chỗ lão Tùng Cho lão một guốc cao gót vào phay Ai đi Mấy gã cao to bắt được lệnh của chị Hoa Ra chỗ lão Tùng tẩm quốc không thương tiếc Nhỏ trà xanh thì bị chị em trang điểm thêm, thêm chút vị, thứ khiến thằng Tùng mê đắm. Nó trú lên đau đớn, không dừng lại. Chị em bảo lũ côn đồ đẩy lão Tùng qua chỗ bên bả. Rồi như thác, bà ấy đổ thẳng hai chai mắm tôm vào người đôi mèo mã gà độc. Bà ấy nói với con trà xanh, lần này chỉ là cảnh cáo thôi đó. Nếu mà mày còn xuất hiện trước mặt tao là mày xong đời nha mày. Con nhỏ gật đầu xin lỗi không thôi, lết thết đi về với mùi nước hoa mới. Còn lão Tùng sau vụ đánh ghen, lão bị ném tờ lơn ly hôn vào mặt không chút thương xót. Lão cũng mất luôn việc làm vì đang làm trong công ty của bố em. Lão mất hết, cầu xin vợ tha thứ, nhưng chị em nghe như tiếng rùi, phẩy chân rồi đi mất. Giờ em cũng đã tốt nghiệp, đang làm trong công ty gia đình và cùng chị nuôi hai đứa bé. Đâu ai ngờ khuôn mặt ngoan hiện búng ra sữa của bà chị em lại là quá khứ cỡ vậy đâu. Chuyện là em vừa bắt đầu công việc tại một công ty mới được một tháng. Vào cùng đợt với em có một chị nữa, chị này tên Hương, năm nay 30 tuổi, vừa lấy chồng được 2 năm. Nghe đâu ngày xưa làm kế toán. Nhưng mà giờ muốn thách thức giới hạn của bản thân, nên quyết định đổi sang làm sale. Để gắn kết tình cảm chị em đồng đạo mới vào với nhau, á thì chị Hương liền kể cho em nghe về drama trong chuyện tình của chị ấy. Chồng chị Hương tên Quân, anh Quân làm nghề gì thì em cũng không rõ, nhưng mà nói chung là ngày xưa cũng có yêu đương nồng cháy với một chị gái nào đó cùng ngành, tạm gọi là chị Linh đi. Chị Linh này làm du lịch nên cũng có cái pay chuyên dùng để đăng bài về du lịch rồi đó. Chắc cũng có mua tương tác nên chị nên là tương tác khá là cao. Chị Linh cũng có một chiếc pay 31.000 follow chuyên đăng về du lịch. Chị Hương thì biết rõ nhưng điều tỏ vẻ không biết gì cả. Mỗi ngày up story hạnh phúc rồi đó, đụng cái ngay đúng ngày kỷ niệm ngày cưới của chị Hương thì chị phát hiện ra trong túi áo chồng chị có dây buộc tóc của con gái. Mà cái dây cột tóc nơ con bướm này thì chị Hương vừa thấy chị Linh đăng trên phở bò cá nhân ngay sáng đó. Khỏi phải suy nghĩ, chị Hương liền gào âm lên khóc lóc rồi bắt đầu up story buồn, muốn đi du lịch để chữa lành. Chị Hương bắt đầu đăng tin khóc các group du lịch để đợi chị Linh nhảy vào không sai đi đâu được. Tối đó chị Linh liền dùng chiếc pay 31.000 follow của mình để liên hệ cho chị Hương. Chị Linh thì đinh ninh là chị Hương không biết gì, nên tư vấn rất ư là nhiệt tình. Chắc mẩm là chốt được chuyến này. Để đảm bảo chắc chắn là chị Hương sẽ đi du lịch chữa lành, thì cứ hai ba ngày là lại tìm cách khiến chị Hương cãi nhau với chồng. Những tưởng kế hoạch sắp thành công mỹ mãn, nhưng mà chị Linh đâu có ngờ, chị nghĩ mình là con gà, nhưng mà không biết chị Hương lại là cáo. Hôm đó chị Hương nhắn cho chị Linh là, em ơi, cho chị lịch trình thua nghỉ dưỡng nhưng mà chị chưa biết đi đâu nên em thiết kế cho chị nhiều lịch trình một tí để chị chọn nha đủ hết các tỉnh của việt nam càng tốt chị muốn đi đoàn riêng cho chị cho riêng tư nhóm chị có sáu người thế là trồng trả một tuần sau đó chị linh mỗi ngày hì hục thiết kế chương trình từ trên núi xuống tới đáy biển cho chị hương chọn cứ tưởng là mọi chuyện đã ổn thỏa thì chị hương đổi ý chị không muốn đi trong nước nữa chị muốn đi thái lan Thế là chị Linh lại phải cặm cụi gửi chương trình Thái Lan, rồi tư vấn 7749 thứ cho chị Hương. Đang lúc tưởng mọi chuyện thuận lợi, tiền sắp vào túi, thì chị Hương bảo tài khoản gặp vấn đề nên gửi trước 10 triệu để xuất vé máy bay trước, phần còn lại tối chị thanh toán sau nha. Chắc tại nghĩ là ăn chắc nên chị Linh khẳng khái đồng ý luôn. Ai mà có ngờ ngay tối đó chị Hương lần mò được rằng chị Linh không phải là nhân viên tại công ty mà chị Linh đã nói mà là ở một công ty khác cũng trong ngành du lịch, kiểu cộng tác viên Thế là bảy quằn quại lên nói là chị Linh lừa đảo, bảo lừa tiền của bảy bla bla, đòi phốt chị Linh các thứ. Mà bà Linh này cũng là dân làm ăn, sợ bị phốt, nên là đành ngậm ngùi trả lại 10 triệu cho chị Hương, còn phải bồi thường cho chị 10 triệu nữa. Thế là chị Hương vui vẻ cầm 20 triệu, nhìn chị Linh chật vật với xấu cặp vé máy bay khứ hồi. Đúng là không nên chọc đến vợ của người yêu cũ, đặc biệt là vợ của người yêu cũ còn từng làm kế toán nữa tôi là dân đi tàu quanh năm sống rài đây mai đó lên đền theo sống biển ý thức được công việc đặc biệt của mình vậy cho nên cả thời trai trẻ tôi chỉ sống và làm việc thì là chăm chỉ chưa bao giờ nghĩ đến một bóng hồng nào hết trơn tôi dành dụm được rất là nhiều tiền nào là mua nhà mua xe rồi gửi ngân hàng các kiểu mà tiền nhiều để làm gì khi mà cứ cô đơn giòn giỏ suốt cả quãng đường đời đúng không rồi năm đó tôi 40 tuổi, cái tuổi gần bên con dấu của cuộc đời rồi. Tôi bắt đầu thèm khát một mái ấm gia đình đơn sơ, thèm một bữa cơm đầy đủ mùi vị vợ chồng, thèm tiếng cười khanh khách của lũ trẻ, để mỗi chiều đứng bóng, tàu biển về, tôi có người ra đón gọi tiếng ba ơi, chồng ơi, vợ đây nè rồi anh trai biển với vóc người to khỏe cùng làn da nâu đen bóng được mai mối cho một cô nọ nàng này thì cũng u 30 rồi qua một đời chồng mà vẫn chưa có con nghe đâu là cô bị nhà chồng bạc đãi cho nên lấy nhau về tầm năm là ly hôn ở tới giờ rồi chúng tôi cũng gặp được nhau Thoạt nhìn tôi thấy ưng mắt với làn da trắng nõn nà, tóc em đen dài, bóng loáng, có vẻ rất là chăm chút. Đôi mắt em không to, mà qua đôi mi cong vuốt đó, nó trở nên lòng lành ướt á. Đôi mày đậm rạo, càng tôn lên đường nét sắc sảo trên gương mặt của em. Tôi không giỏi như người đâu, chỉ biết em đẹp một cách mặn mà, vậy thôi. Rồi chúng tôi nhanh chóng bắt được nhịp với nhau, tôi vẫn giữ nguyên nét ruột rẻ của anh trai miền biển, còn em có vẻ dày dặn kinh nghiệm hơn với khiêu ăn nói lưu loá. Thật may mắn, chỉ hơn 3 tháng tìm hiểu, tôi và em đi đến hôn nhân. Những ngày đầu sau hôn nhân là những ngày vô cùng hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn em vì đã cho tôi nếm trải thứ hương vị tuyệt vời này. Em ơn cần chăm sóc tôi chu đáo, bữa cơm nào cũng dồn tan tiếng cười. Thật sự, cái khoảng làm vợ của em không từ nào có thể chê được hết. Lắm lúc hai đứa đang vui thì em nghĩ đến việc là phải xa tôi vì cái nghề rong rủi trên biển làm em cứ khóc. Tôi thương cho nên nó ôm siết chặt, hứa đi vài năm thôi, tôi sẽ nghỉ việc lên hẳn ở trên bờ, rồi ở với nhau mấy tháng, tôi bù đắp cho em tất cả những thiệt thòi mà người chồng tệ bạc trước kia đối xử với em, tôi mua nọ là ô tô, nọ là điện thoại xịn sò và tuyệt nhiên là em không phải đi làm gì cả, chỉ việc ở nhà tiêu tiền của tôi vậy thôi. Với tôi á, tiền không có thiếu mà chỉ thiếu mỗi sự hiện diện của mình ở nhà. Nghĩ như vậy tôi nên tôi càng thương và chăm bẩm em hơn, lo lắng cho em như công chúa, để những ngày vắng chồng em khỏi chành lòng nhớ thương. Ba tháng mặn nồng đã qua, tôi lại tiếp tục hành trình chinh phục biển cả. Phải nói là vừa là công việc, vừa là đam mê của tôi, nên tôi khá là thích thú. Giờ đây đã có vợ đẹp thì tôi càng ý thức được là phải đương đầu với biển cả để có thiệt là nhiều tiền về lo cho vợ của mình. Rồi tàu cũng ra khơi, ngày tôi đi mắt em ướt nhòa, tiễn nhau biện rịn, dặn dò nhau đủ thứ, rồi em ra về hơn tháng sau, tôi háo hức trở về, thì được em báo tin là có con. Trời ơi, khỏi phải nói còn tin nào tốt đẹp hơn cơ chứ. Tôi bế thốc em lên trong sung sướng. Đời tôi nghĩ như thế là hạnh phúc vô bờ lắm rồi. Nhưng mà tôi lại càng thương vợ hơn, vì sắp tới những cục mốc quan trọng của mẹ và con sẽ thiếu đi người cha bận rộn này đây. Cho nên, tôi nghĩ là sẽ bù đắp cho vợ thật là nhiều tiền, mua cho em bất kỳ thứ gì em cần, để mà mỗi ngày em luôn sống trong hạnh phúc. Rồi tiếp những năm sau đó, tôi lại đi, rồi về. Rồi lần lượt được em báo tin là có hỷ. Niềm vui cứ thế, nói tiếp niềm vui thôi. Không từ nào có thể diễn tả được niềm vui sướng này của tôi hết á mọi người. Thế nhưng mà, dù tôi có kém tin ý đến đâu, mà cũng phải nhận ra được một điều, là những đứa trẻ không hề giống cha tí nào. Tôi về thăm thì tôi nó cũng chẳng vui mừng như những gì tôi nghĩ. Ban đầu tôi còn trách bản thân khi mà suy diễn phiến diện như vậy. Nhưng mà không thể không để ý được khi mà nó một ngày đang rành rành ra như vậy mọi người. Lần đó, sau khi chia tay vợ con, tôi cũng lên đường ra khơi. Mà được tin biển động, thế là dời sang ít bữa. Tôi háo hức quay về mà không có báo trước để cố tình tạo bất ngờ cho vợ con. Vừa bước vào nhà, con cái không thấy đâu. Tôi đi thẳng vào phòng, thì thấy hình ảnh cả đời này tôi cũng không quên được. Vợ tôi gian díu với tay nhân tình trên chính chiếc giường của mình. Cái giọng nhỏ nhẹ trước đó còn khóc lóc tiễn tôi đi. Vậy mà giờ nó trở nên chua chát. Cô ấy bảo chứ, nhớ sắp chết đi được á. Cái lão già dịch đó về đợt này lâu ơi là lâu, làm vợ nhớ chồng phát điên lên được. Chẳng đợi gì nữa, một tay nắm tóc của ta, tay còn lại tôi lôi tuột thằng Giang Phu ra khỏi phòng. Tụi nó còn trần trụi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì gia đình hai bên cùng bà con lối xóm đã đến kính cả nhà. Chuyện vỡ lỡ tôi mới biết được, vợ đang nằm với hai ba người rồi. Tên này là trụ chốt vì hắn chịu được sự ham muốn của con vợ lăng loạn. Những ngày gián chồng cô ấy dắt díu hết người này đến người khác về nhà. Tiền bạc cũng mang đổ vào núi trai. Nghe mọi người kể mà tôi chỉ biết nhìn trân trân vào em, hóa ra cái lòng tin và cái tình yêu bây giờ nó tha hóa đến như vậy hay có chăng là tôi đặt niềm tin sai chỗ sao tất cả mọi thứ lại trở về như cũ chỉ khác là có thêm vết thương lòng thôi tôi cũng nghĩ việc đi biển bắt đầu cuộc sống mới tại đất liền tôi cũng tuyển vợ với yêu cầu chỉ cần yêu chồng là được mỗi tháng tôi chưa vợ đi shopping binh thoải mái mọi thứ đã có chồng lo cũng được vài người ứng tuyển và tôi tin mình sẽ tìm lại được chân ái thôi vì cứ sống tốt ông trời tự khắc sẽ an bài từ ngày yêu nhau, mình đã biết anh Toàn có sở thích chém gió, nhưng lúc đấy chẳng lấy làm quan trọng. Mình chỉ nghĩ rằng thanh niên chưa vợ như anh chém gió chút xíu cho vui vẻ cũng là chuyện thường. Sau này có gia đình rồi thì sẽ khác. Nào ngờ đến tận bây giờ khi đã làm bố của hai đứa trẻ con, anh Toàn vẫn chẳng thay đổi là mấy. Thậm chí nhiều lúc cái miệng còn vô tư hơn trước. Cả hai vợ chồng mình thì đều là công chức bình thường. Lương tháng tàn tiện cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu, Thế nhưng anh Toàn luôn tỏ ra rộng rãi với bạn bè, đi uống nước hay đi cà phê, đôi khi làm cốc bia giải khác với hội bạn thân, anh đều hào phóng nhận phần trả tiền. Mình có phàn nàn thì anh phẩy tay, ôi dào, có một hai trăm nghìn ai lại tính toán thiệt hơn với bạn bè. ấy vậy mà mỗi tháng vài lần như thế, cái sự rộng rãi của anh cũng tiêu tốn ít thì một triệu, nhiều hơn thì đến gần hai triệu đồng chứ ít ỏi gì. Cuối tháng nào anh Toàn cũng phải nhăn nhó, chìa tay bảo vợ đưa tiền đổ xăng, làm mình cũng chỉ biết thở dài. Cưới nhau đã gần chục năm, hai chúng mình vẫn phải đi thuê nhà. Thế nhưng mỗi lần có bố mẹ hay họ hàng ở quê lên chơi, anh đều khẳng định chắc nịch, tiền mua nhà đã có thừa, chỉ có điều mãi chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Mình nghe vậy mà than thầm trong bụng, tích cớp cả chục năm trời mới được 200 triệu, chứ nhiều nhặn gì đâu. Khoe thế chưa đủ, anh Toàn còn cố thể hiện cho khách thấy cái oai của người đàn ông trong nhà, bằng cách sai bảo hạch sách vợ, dù nhiều lúc bực lắm, nhưng cố nhịn để giữ chút thể diện cho chồng. Ở nhà đã vậy, mỗi lần về quê cái tính thích khoe của anh Toàn dường như lại càng có dịp bung ra. Chỉ là một anh công chức quèn lương ba cọc ba đồng, nhưng anh lại cứ khoe khoang là làm thêm dự án này, dự án nọ bên ngoài, kiếm được khá lắm. Anh em họ hàng ở quê nghe thế, cứ mắt tròn mắt dẹt mà tháng phục. Mấy bà vợ thì huýt tay chồng, đấy, chồng người ta như thế chứ, mà của đáng tội nhìn vợ chồng mình đi ô tô về quê ách vậy ai mà không tin cho được họ đâu có biết là anh đi thuê xe tự lái cốt để có cái mà hãnh diện với họ hàng đâu chỉ có mình thầm xót ruột bởi mỗi chuyến về quê như vậy tiền thuê xe rồi đổ xăng mua quà cáp cho bố mẹ họ hàng theo yêu cầu của anh tốn một khoản không ít và đương nhiên khi đó vợ chồng lại phải tiêu lạm vào số tiền định dành ra để tiết kiệm mua nhà đẹp mặt được chốc lát, nhưng anh khiến cả gia đình phải chịu cảnh thuê nhà chật chội dài dài, chưa biết khi nào mới thoát ra được. Ngày tháng trôi qua, mình vẫn đang đau đầu tìm kế sách để chồng bớt đi cái tật thích nổ cho ai, thì gần đây chợt nhận được điện thoại của mẹ chồng, bảo về quê có việc gấp. Gấp nhưng mà anh Toàn vẫn không chịu đi xe máy, mà vẫn phải đi thuê xe ô tô, bắt mẹ con mình ăn mặc đẹp rồi mới về. Tưởng chuyện gì to tác thì hóa ra là chuyện chuẩn bị đám cưới cho cô em gái út của anh. Vốn dĩ định là sang năm mới tiến hành, nhưng đột nhiên bác sĩ bảo cưới. Thế là nháo nhào hết cả lên, bố mẹ gọi cho hai đứa mình về, lại để bàn việc sửa nhà gấp vì lo sợ họ nhà trai đến chơi nhà dột nát, rồi tính chuyện cổ bàn và lo của hồi môn cho em gái anh. Ngạc nổi, đàn lợn chưa đến kỳ bán, vườn cây ăn quả cũng chưa thể thu hoạch, ông bà không biết xoay đâu ra tiền, mới chỉ nói đến vậy, chưa ai đề nghị gì, nhưng anh Toàn với tư cách là con trưởng đã vung tay bảo, bố mẹ khỏi lo. Nghe anh nói sẽ bỏ tiền ra sửa nhà, hỗ trợ việc cổ bàn, rồi tặng cô em út một cây vàng làm của hồi môn. Mình choáng váng hết sức, thực hiện hết những điều đấy, thì coi như cuốn sổ tiết kiệm dành mua nhà của bọn mình cũng cuốn theo chiều gió luôn, chứ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nhưng giờ mà nói lại, thì vừa làm chồng mất mặt, lại vừa bị coi là có tiền mà kia bo kẹt sĩ với gia đình chồng. Có ai biết rằng mình phải tính toán chi ly đến từng bữa ăn, từng hộp sữa mua cho con. Chỉ biết bố mẹ chồng thì được dịp mát mặt với họ hàng vì có cậu con trai giỏi giang thành đạt. Suốt mấy ngày nay, bữa cơm của gia đình mình quanh đi quẩn lại chỉ có trâu với đậu lạc, đổi bữa thì cá khô muối vừng. Đến ngày thứ tư thì bọn trẻ kêu ầm lên mà anh Toàn không nuốt nổi nữa. Rồi thì đứa nhỏ khóc mếu vì đột nhiên bị cắt khoảng sữa, đứa lớn phụng việu vì quần áo đã cũ hết mà mình chưa mua mới cho. Giờ thì Toàn mới bắt đầu thấy lo lắng Hỏi mình tình hình Thì mình thủng thẳng bảo Cả nhà phải bóp mồm bóp miệng để anh về quê Còn thể hiện là người kiếm tiền như nước chứ sao Mà Thiếm anh vừa gọi điện Nhờ em nói lại là thằng cả nhà Thiếm mới thất nghiệp Nhờ anh xin cho một chân trong mấy dự án đang làm đấy Anh cố mà nổ nữa đi Mặc cho chồng mình vò đầu bước tay Lần này mình quyết không đi vay mượn xoay sở gì hết Phải để anh ấy thấy rõ Vì một phút sĩ diện của mình Mà vợ con khốn khổ thế nào Cuối cùng không chịu được nữa anh bấm bụng bảo với mình sẽ về quê, nói chuyện lại với bố mẹ, về vụ hỗ trợ em gái một số khoản trong đám cưới thôi. Còn lại thì hai cô chú ấy đành phải tự thân vận động vậy. Kể cũng may, mình đã lường trước được kiểu gì chẳng có vụ như này, nên đã dồn lại số lãi tích cớp từ việc bán hàng online, đủ để lo cho mấy đứa nhỏ và bữa cơm trong gia đình. Nhưng cứ phải để chồng chịu khổ thêm vài bữa nữa, thì anh mới thấm được. Vì chứ cá không ăn muối cá ương, chồng không nghe vợ thì chỉ có nhịn đói mà thôi. Mình biết kể chuyện này ra mọi người sẽ bảo là mình đáng đời Nhưng mà phận làm vợ làm dâu hầu hạ nhà chồng suốt 7-8 năm trời Mình không cam tâm bị khinh trẻ như vậy Xin chào mọi người, mình tên Tú, 32 tuổi Mình và chồng là anh Hoàng, kết hôn đã được 7 năm Hồi trước mình làm trợ lý cho anh ở công ty Sau khi cưới thì mình chấp nhận lui về chăm lo việc nội trợ Thú thật là mình đã trăm phương ngàn kế Cướp anh khỏi tay người yêu cũ của anh Nhưng cũng là vì mình yêu anh quá nên mới làm vậy Chồng mình trước đây từng có một mối tình 6 năm với người yêu cũ tên là Phương. Hai người yêu nhau từ những năm cấp 3, tình cảm rất sâu đậm ra trường thì họ cùng nhau khởi nghiệp vì giỏi giang chịu khó nên công ty nhanh chóng ăn nên làm ra lúc đó mình xin vào công ty anh làm được chọn vào vị trí trợ lý của anh ngay lần đầu gặp thì mình đã say nắng anh hoàng rồi về sau làm việc chung thấy anh chăm chỉ giỏi giang mình lại càng thích anh hơn nữa nhưng mình chỉ giấu tình cảm trong lòng thôi vì mình biết anh với phương là một đôi trai tài gái sắc lại cùng đồng cam cộng khổ nên mình sẽ chẳng có cơ hội chen vào tuy nhiên mình lại tình cờ phát hiện ra quan hệ giữa phương và mẹ anh hoàng không được tốt bác gái thích phẫu thích mẫu người phụ nữ truyền thống biết bếp nút và nghe lời chồng còn phương cá tính mạnh mẽ thẳng thắn chả kiên nể ai lại thạo việc giao tiếp sợ sau này anh hoàng không quản được phương nhiều lần mình qua nhà đưa tài liệu cho anh hoàng bác gái đều than phiền với mình rằng việc này bác gái không ưng phương các kiểu lúc này mình mới nổi lên ý định lấy lòng bác gái mình hay qua nấu ăn cho bác, rủ bác đi shopping, phụ bác dọn dẹp nhà cửa, nói vài lời nịnh nọt ngọt ngào nên bác gái rất thích mình. Còn bảo nếu anh Hoàng lấy được mình thì tốt quá. Mình đã nhanh chóng bắt lấy cơ hội, to nhỏ rằng mình cũng thích anh Hoàng, mong bác hợp tác cho mình với anh. Đỉnh điểm là có đợt bác bị tai nạn quẹt xe, bác gọi cho anh Hoàng, nhưng anh với Phương đang hợp nên không nghe máy. Mình thấy bác gọi nên đã nhấc điện thoại, còn tức tốc chạy đến chở bác đi viện rồi chăm sóc bác đến tối luôn sau đợt đó bác thẳng thắng bảo anh hoàng nên chọn mình làm vợ và chê bai phương không biết quan tâm đến bác như mình vốn dĩ quan hệ đã không tốt nay bác gái lại thẳng thường bảo vậy khi có mặt mình nên phương giận bỏ về sau đó thì chia tay với anh hoàng lúc đó công ty gặp khó khăn anh hoàng lẫn phương đều stress nên chả ai níu kéo ai cả sau chia tay phương cũng rút vốn rồi ra kinh doanh riêng không liên lạc gì với anh hoàng thế là nửa năm sau mình chính thức trở thành vợ anh nhưng trớ trêu thay mình chỉ giành được thân xác anh trái tim anh thì không anh đối xử với mình như khách vậy luôn thờ ơ lạnh nhạt bảy năm chung sống số lần anh gần gũi mình chỉ đếm trên đầu ngón tay tụi mình có chung một đứa con trai nhưng anh cũng ít khi để ý tới con toàn do mình chăm sóc dạy dỗ thằng bé học hành Ngày lễ cũng chuyển khoản bảo mình tự đi mua quà và đặc biệt suốt 7 năm, anh chưa bao giờ nhớ kỷ niệm ngày cưới của hai đứa. Còn mẹ chồng mình từ lúc mình về làm dâu cũng thay đổi 360 độ, năm đầu còn khen mình đảm đang các kiểu, nhưng mấy năm gần đây lại hay mỉa mai mình vô dụng chỉ biết ăn bám chồng. Ở công ty anh đầu tắt mặt tối, còn mình chỉ ở nhà ăn rồi ngủ, bộ dạng thì nhét nhác chả ra làm sao. Bị chị chiết mãi nên mình stress, rủ đám bạn đi cà phê, thì tình cờ hôm đó mình gặp lại Phương, người yêu cũ của chồng. Cô ấy diễn váy sang chảnh, đi giày hiệu, xinh đẹp, khí chất và trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi 33. Mình nghe đồn công ty của Hương đang phát triển rất tốt, còn hợp tác với công ty nước ngoài. Giờ Phương cũng có thêm vài cái chi nhánh, thật sự là mình ganh tị. Về đến nhà mình có tò mò vào ạc phở bò của Phương soi, đập vào mắt mình là những hình ảnh. Phương đi du lịch nước ngoài, là những buổi tiệc thượng lưu, những cái túi hiệu trị giá vài trăm cũ và còn cả hình người yêu mới của Phương nữa. Đó là một anh trai Tây kém Phương 4 tuổi, đẹp trai, thành đạt và họ đã đính hôn. Càng xem mình lại càng đố kỵ, rõ ràng mình mới là người chiến thắng cướp được anh Hoàng. Mà sao bây giờ mình phải bục mặt ở nhà chăm con, nấu cơm, quét dọn còn bị mẹ chồng hất hủi. Còn Phương là kẻ thua cuộc năm đó mà lại huy hoàng đến thế. Chưa kể, mình thấy anh Hoàng còn hay thả tim vào ảnh của tình cũ nữa. Trong khi ngày kỷ niệm mình tác tên anh, anh còn chả thèm quan tâm. Mình vừa cay vừa giận, nên về nhà là mình chất vấn anh. Nhưng anh cũng chẳng rời mắt khỏi màn hình làm việc, mà chỉ lạnh nhạt bảo mình. Em cư xử cho văn minh xíu đi, cứ ghen linh tinh. Em trẻ con thế này thì mãi chẳng bằng người ta được đâu, giờ để yên cho anh làm việc đi. Mình sững người sau câu nói của chồng, mình bật khóc và xả hết cơn tức trong lòng ra, ồn ào đến mức mẹ chồng phải chạy sang. Cứ tưởng là mẹ sẽ khuyên Trang Anh Đừng dính tới tình cũ nữa Nhưng không, mẹ chồng mình lại mắng mình Có thế cũng làm ầm lên, cô bị dở à Nhìn người ta đi mà học hỏi Giờ vừa xinh vừa giàu, còn yêu trai trẻ Cô suốt ngày chứ có cấm mặt trong bếp Chả giúp gì được cho chồng con đã đành Còn cái sự nữa Phải chi hồi đó tôi ưng con bé Phương thì tốt biết mấy Rết việc quá, im lặng đi cho bà già này còn ngủ Hai mẹ con họ nói xong thì bỏ ra ngoài Mình nghe xong chỉ biết ôm con khóc Rõ ràng, mình đã cố gắng hầu hạ nhà chồng hết lòng suốt 7 năm nay. Sao họ có thể thốt ra mấy lời vô tình như vậy được? Chẳng lẽ mình giành lấy tình yêu của mình là sai sao? Mà phải chịu kết cục thế này? Mình bế tắc quá. Mọi người cho mình lời khuyên được không? Bồ ai không quan trọng. Quan trọng là mình phải có bản lĩnh đập chậu cướp hoa. Cái gì không phải của mình thì mình phải giành giật đến khi nói là của mình thì thôi. Mấy ông nhớ nằm lòng cái châm ngôn này cho tôi nha. Chứ thời buổi này mà hiền là khó có bồ lắm. Xin chào mọi người, mình tên Hùng, 25 tuổi, đang kinh doanh nhà hàng. Chuyện là mình có thằng bạn thân từ hồi đại học tên Đạt. Nhà nó ở dưới quê, không khá giả là bao nên nó ở trên này vừa học vừa làm mình thấy nó tốt tính lại có chí cầu tiến nên thích chơi chung thỉnh thoảng còn cho nó tiền trả tiền trọ đến khi tốt nghiệp cũng giới thiệu cho nó công việc ở chỗ anh họ mình vì giúp đỡ nó nhiều vậy nên nó biết ơn mình lắm dường như có chuyện gì nó cũng kể mình nghe và rất tin tưởng vào thằng bạn thân như mình chơi đến hai tháng trước nó khoe với mình là nó có người yêu nó quen được ẻm trên tinder tên linh 22 tuổi mới tốt nghiệp ra trường thấy nó gửi hình khoe khoang là em này xinh xẻo lắm, là dễ thương hoạt bác nữa. Nó với em yêu nhau cũng được 4 tháng rồi. Mình thì không tin lắm với cái profile trên Tinder, với lại nhìn người yêu nó xinh quá, nên mình cũng nghi là ảo. Xong nó cũng cười bảo với mình là nó gặp em ở ngoài được vài lần rồi. Xinh thiệt đó, lại còn ba vòng chuẩn chỉnh sang xịn miệng nữa. Thì mình cũng nghe nó khoe vậy thôi, chứ cũng không để ý. Cho đến khi nó bảo với mình là, Ê, cuối tuần này tao muốn mời Linh đi ăn một bữa hoành tráng, mừng em tìm được công việc. Hay là tao dắt qua nhà hàng mày ăn nha Nhớ giảm giá cho tao nha mày Đây đây Drama bắt đầu từ đây nè trời Mình đồng ý bảo nó dẫn người yêu quan đi Mình giảm cho nửa giá Đến hôm đó nó dắt em Linh của nó theo thật Mình nói không điêu chứ lúc vừa nhìn thấy Linh Mình như bị thôi miên á Em vừa trắng vừa xinh lại còn cao ráo nữa Em mặc váy trắng ôm sát body Xóa tóc một bên nhìn quyến rũ lắm luôn Bảo sao thằng bạn mình mê như điếu đổ Thằng Đạt cũng giới thiệu mình với người yêu nó Rồi bảo đây là nhà hàng của mình mở Mà lúc này mình cứ bị Linh thu hút Em cúi đầu chào mình rồi cười một nụ cười tỏa nắng Lát sau cả hai mời mình ngồi ăn chung Sẵn tiện làm quen để sau đỡ bỡ ngỡ Mình cũng bảo là lần đầu làm quen Nên mình mời cả nhà bữa ăn hôm nay Ăn xong mình ngỏ ý chờ cả hai về luôn Mà đường đi thì đến trọ của thằng Đạt trước Nên mình thả nó xuống trước Xong lại tiếp tục chở Linh về trên đường đi mình cũng tranh thủ hỏi Linh vài câu xã giao, biết em cũng tốt nghiệp ngành nhà hàng khách sạn thì mình cũng xin info, bảo em cần gì thì mình chỉ kinh nghiệm cho. Từ hôm đó thỉnh thoảng Linh inbox cho mình, dù chỉ là hỏi han về công việc thôi, nhưng mà mình vui lắm. Em cũng than là công việc của em dạo này không suôn sẻ nên stress lắm. Mình nghe vậy thì nhanh trí mời em về chỗ của mình làm, ban đầu em ngại rồi nói để em hỏi ý kiến thằng Đạt. Thế là mình gọi điện nói với Đạt luôn, bảo nó yên tâm, mình sẽ nâng đỡ người yêu nó. Thằng Đạt tin tưởng mình nên cũng đồng ý gửi gắm Linh cho mình. Vốn là mình chỉ định giúp đỡ Linh thôi, nhưng mà làm việc chung lại thấy em có trách nhiệm với công việc, lại chịu khó nữa, làm mình cứ mê em không dứt được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mình yêu Linh mà Linh dường như cũng biết chuyện này Em vẫn nhận sự quan tâm của mình chứ không hề né tránh Mình vẫn hỗ trợ em trong công việc Lễ lộc cũng tặng quà Dưới danh nghĩa bạn bè Cho đến tháng trước em tâm sự với mình Là cãi nhau với thằng Đạt Thằng bạn mình đòi đưa Linh về ra mắt gia đình để cuối năm cưới Trong khi Linh thì thấy nó chưa có sự nghiệp gì Nên muốn nó phấn đấu hơn Chứ giờ cưới nhau cũng chỉ ở trọ Lương tháng 10 triệu Thì thấm vào đâu được Thằng Đạt nghe xong tự ái Cho là Linh chê nó nghèo nên giận rồi chiến tranh lạnh Linh thì không chịu nổi cái tính sĩ diện của nó Nên đề nghị chia tay Mà nó chưa chịu Má tự nhiên mình nổi lên suy nghĩ Đập chậu cướp hoa Thế là trong suốt khoảng thời gian Linh với thằng Đạt giận nhau Mình nói là thằng chở Linh đi chơi An ủi Linh Còn ra sức mua quà dỗ và nẻm Con gái mà Những lúc yếu đuối chỉ cần một bờ vai thôi Thêm mình ga lăng tinh tế lại có điều kiện nữa Đồ mình tặng em toàn là hàng hiệu Nên em cũng mê Rồi tuần trước mình chở em đi xem phim xong Thì mình cũng tỏ tình Anh thích em lâu rồi chỉ cần em đồng ý anh sẽ đưa em về ra mắt gia đình nhà anh không thiếu xính lễ anh có thể cho em mọi thứ từ vật chất đến tình cảm em đồng ý làm người yêu anh nha linh ban đầu hơi khó xử nhưng lát sau cũng bị mình thuyết phục tụi mình vừa xác nhận quan hệ được một tuần thằng đạt biết chuyện thì sốc lắm còn tìm tới nhà hàng quậy mình cơ bảo mình là tồi này nọ nhưng mình thấy mình chả sai chỗ nào cả thời buổi này rồi giật chồng giật vợ còn được chứ huống gì là người yêu phụ nữ thông minh thì chọn người vừa có tiền vừa có tình Chứ như thằng Đạt vừa nghèo vừa sĩ thì trách ai Thôi bồ mày giờ thành bồ tao rồi Để tao lo cho Linh thì tốt hơn Vậy nha Người ta bảo thanh xuân của một người con gái trôi đi nhanh lắm ấy thế mà vì quá yêu một người Mình đã không màng điều gì Để rồi giờ ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt Tuổi hờn xót xa số phận bạc bẽo Mình và anh đều là những sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học tập trở ở lại lập nghiệp yêu nhau từ thời còn là những sinh viên năm thứ tư đầy hoài bão và ước mơ tới khi ra trường đi làm anh thủ thủy rủ mình về sống thử góp gạo thổi cơm chung cho tiết kiệm chi phí với lại đằng nào hai người sau này chẳng lấy nhau có gì đâu mà còn ngần ngại sau khi suy nghĩ kỹ và cũng vì quá yêu anh mình gật đầu đồng ý cuộc sống cứ thế trôi đi với những nhọc nhằn mưu sinh nơi đô thị phồn hoa thấm thoát mình và anh đã sống cùng như thế được 7 năm. Đó là một khoảng thời gian thực sự đủ dài cho một mối tình. Những lúc hai người vét sạch mới nổi 20 nghìn, những ngày mưa nằm ôm nhau và nghĩ về tương lai tươi sáng. Những buổi tối mình ngồi đợi cơm khi anh phải tăng ca. Rất rất nhiều những kỷ niệm hai đứa đã có với nhau. Cả đứa con vì nghe lời anh nên mình đã bỏ đi khi chưa kịp ra đời. Đã khiến mình luôn coi anh là chồng của mình cho dù hai đứa chưa đăng ký kết hôn, cũng chẳng tổ chức đám cưới để bố cáo với mọi người. Thế nhưng năm nay, mình cũng đã 29 tuổi rồi. Cái tuổi chẳng còn lý do gì để trì hoãn cho việc kết hôn nữa. Nhất là khi hai đứa đã yêu nhau ngần ấy năm và sống cùng nhau 7 năm như vợ chồng. Khi mình 25 tuổi, anh nói mình vẫn còn trẻ để làm đám cưới. Rồi lúc mình 27 tuổi, anh nói anh muốn phấn đấu sự nghiệp thêm. Ngoài ra thì hai người sống như hiện tại cũng rất tốt. Đám cưới hay gì khác chỉ là hình thức thôi. Mình nghĩ cũng phải, chỉ cần trái tim anh luôn thuộc về mình, thì đám cưới sớm hay muộn hơn một vài năm cũng chẳng phải là điều gì to tác. Cứ thế vì yêu anh, mình đã chấp nhận sống bên anh như vợ chồng. Nhưng thực ra lại chẳng có danh phận bao năm qua. Chấp nhận chờ đợi anh tới bây giờ, cắn răng bỏ đi đứa con chỉ vì anh không muốn có con vội, muốn cuộc sống khấm khá hơn để nuôi dạy con với điều kiện tốt nhất. Nhưng hiện tại, mình đã 29 tuổi mà anh vẫn còn lưỡng lự chuyện trăm năm Giữa lúc tâm trạng đang chán chường và bế tắc như thế, thì mình vô tình biết tin anh có người mới, là một cô nàng trẻ trung xinh đẹp, người thành phố, nghe nói gia thế cũng khá giả. Lúc biết tin, lòng ngực mình như bị ai dán một cú nặng ngàn cân, cảm tưởng không thể thở nổi nữa, mãi mới cất lời hỏi được anh. Những mong anh sẽ phủ nhận, thì ai ngờ anh im lặng gật đầu, dù giây phút đó chưa nói chia tay, nhưng trong lòng mình đã có dự cảm rất xấu về tình yêu, nên ngất liệm đi phải vào viện cấp cứu hai ngày mình nằm viện anh luôn túc trực nhưng nhìn vào ánh mắt trốn tránh cộng với sự im lặng của anh mình biết mọi sự thế là hết rồi y như rằng ngày mình ra viện anh đã nói lời chia tay với lý do anh đã yêu cô ấy mất rồi có thể anh yêu con người cô ấy tuổi trẻ và vẻ đẹp của cô ấy thêm vào đó là cả gia thế của cô ấy những thứ mà cái đời này mình cũng chẳng thể cho anh nổi. Lúc đó uất ức vì bị bỏ một cách phủ phàng, nghẹn đắng vì tình yêu bao năm bỗng chốc tan vỡ trong tay một cô nàng anh mới quen chẳng bao lâu, nên mình đã chỉ thẳng mặt anh, nhục mạ không thương tiếc bằng những lời lẽ nặng nề nhất. 7 năm qua, mình có tiếc anh điều gì? Trao cho anh tất cả trái tim và thân xác, coi anh như máu thịt, quảng thời gian tuổi xuân đẹp nhất của đời người con gái cũng dâng tặng anh vậy mà giờ anh lại đem lòng yêu người khác rồi chỉ bằng một câu nói chia tay là muốn vứt bỏ tất cả xong có lẽ vì bị động chạm tự ái khi mình chỉ trích nặng nề anh cũng lên giọng phản bác anh cho rằng em đã suy nghĩ hên lệch lạc vấn đề rồi yêu và chia tay vì một lý do nào đó là chuyện hết sức bình thường khi anh hết yêu em và yêu người khác cũng chẳng phải là vấn đề đạo đức đó là quyền tự do về mặt tình cảm thôi em ạ à. những thứ tốt đẹp em đã dành cho anh anh cho rằng tất cả đều là tự nguyện anh đâu có kệ dao vào cổ ép em làm đâu Anh cũng đã trao cho em tình yêu chân thành Đối xử tốt với em Bao năm bên nhau anh không có người khác Về kinh tế chúng ta cũng rất độc lập Giờ hết yêu anh đã thẳng thắn nói cho em biết Không nhì nhằn để làm khổ em thêm Thiết nghĩ anh không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm mình Còn chuyện đứa con của hai đứa Anh rất tiếc Nhưng đó cũng là chuyện quá khứ rồi Nghe những lời anh nói Mình đờ đẫn cả người Chỉ biết thốt lên câu hỏi duy nhất Chúng ta đã sống thử với nhau 7 năm đó anh biết không trái ngược với sự đau đớn từ trong xương tủy của mình anh lại chỉ cười nhạt sống thử 7 năm thì sao chúng ta đã chăm sóc cho nhau lên giường với nhau anh nghĩ đó là những thứ mà một cặp đôi không sống thử cũng làm vậy thì em quan trọng hóa chuyện sống thử làm gì chưa nói tới chuyện tất cả đều là em tự nguyện đến lúc này thì mình không thể nói được gì nữa rồi mọi người ạ à. những điều anh nói mình chẳng thể bắt bẻ được câu nào vì đó là hoàn toàn là sự thật trách anh sao cũng không hoàn toàn có lẽ mình nên trách bản thân mình nhiều hơn như anh đã nói, đều là mình tự nguyện. Tự nguyện dấn thân quá sâu vào mối tình này. Để giờ đây bước ra, thì chỉ tự khiến bản thân chằng chịt vết thương. Chuyện là tao năm nay 29 tuổi nhưng vẫn còn đang ở không. Tao được ông anh khóa trên công tác tư tưởng là nên chơi bời chán chê đi rồi hẳn vào cái nhà tù chung thân mang tên lấy vợ đó tụi bay. Trời ơi, rồi mấy ổng cũng truyền cái bí kíp cho tao nha. Nên nói thiệt, cái khoản đi hẹn hò gái gú này nọ, tao tự tin khẳng định là mình luôn ở mức thượng thừa. Ha, trình đi date của tao phải nói là siêu đỉnh có khiên tuần tao rớm rạn hẹn được năm bảy em như chơi mà em nào cũng ngon ẻ nha toàn rau xanh rau sạch rau mơn mởn có khi chán chơi muốn đổi gió tao hẹn mấy chị xồm xồm lớn hơn tí để gia tăng cảm xúc đó bay rồi hôm nọ nè, cũng vậy tin đờ đâu đó, tao va phải con bé này. Trời ơi, em còn nhỏ, mới sinh viên năm nhất à. Hôm đó tao cũng khá rảnh cho nên nói chuyện đâu được mấy câu. Em mạnh dạng hẹn gặp tao luôn bay. Mà tụi mày biết rồi đó, đàn ông tụi mình nào có chê ai bao giờ. Không thêm vô thôi chứ bớt ra làm quái gì, đúng không? Vừa gặp con bé khoác vai tao quen như là từ đời nào á trời. Nó còn bảo chứ, hẹn hộ quán cà phê làm gì, chán lắm, đi nhậu đi. Tao mới hỏi nhậu đâu, em la lớn lên, khách sạn, Trời trời má 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 Cả cái quán ai cũng nhìn tụi tao như loại yêu râu xanh đó má Tao mới thắc mắc là ở ở khách sạn nhậu kiểu gì em Em mới nói cứ đi theo em rồi sẽ biết Ừm, uhm. Nói sơn tí Con bé này nó đẹp mà kiểu cá tính đó nha Khắp người nó tao nó chi chít mấy cái hình xăm cung hoàng đạo Nó cung sư tử Nó nhìn cái biết ngay nhỏ này ngông Cái tóc nó thì như mốc lai Nhìn cũng ba gai cả chớn chó lắm Nhưng mà chết tiệt Tao lại thích mấy cái gu này À vừa nói chuyện mấy câu tôi để ý cái chỗ lưỡi á nó xỏ khuyên chất chơi người dơi tụi bay ơi làm tao cực thích má một luồng điện xẹt ngang sóng lưng khiến tao suy nghĩ đến những hình ảnh không thể nào đen tối hơn khi mà chiếc lưỡi mềm mại ấy mà tao nó rà lên cơ thể tao quá nha thì trời ơi là trời tao bắt đầu rùng mình tư tưởng liền <laughs> ngắt ngang giọng suy nghĩ khi em dắt tao vào cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia và một hộp ba con sói 12 cái hương vanilla rồi đó cờ mờ lờ thật lòng á tao vừa vui mà tao vừa sợ ghê tụi bay tao thấy cái ba lô lù lù trên vai bé thì cũng hỏi có thật là, là đủ tuổi chưa các kiểu em đáp lại như cái máy má đã đủ rồi không đi tù đâu sợ con bé nói xong câu đó tao thấy người nhẹ như chục ký trút được cái gánh nặng trong lòng bấy xong á tụi tao dắt tay vô khách sạn thiệt vừa đến nơi em nhìn thẳng vào mắt tao hỏi chứ anh biết chơi bdsm không Trời 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 Ê ê Tự nhiên cái khúc này hơi cấn cấn rồi nha à. Tao cố tỏ ra vẻ ngầu lòi đầy hiểu biết Tao thề là có biết con mẹ gì đâu Nhưng rõ ràng để con bé 18 tuổi biết cái sự dốt nát của mình Thì nhục chí nam nhi lắm ba Rồi tao mới bé khui bia Hai đứa cũng vô vô quyết liệt Uống tới lần thứ tư Người bắt đầu tê tê nha à. Tao thấy nhỏ đẹp lạ thường tụi bay Trời ơi tao tiến lại sau lưng nó Bắt đầu là thà hơi nóng vô cổ con bé Nó gạt tay tao ra Tao sực nhớ nó thích BDSM nên hỏi nhỏ chứ Bộ em thích mạnh bạo lắm hả? Đấy, tao thấy nhỏ bắt đầu khác nha Cơ mặt nó giãn ra, bớt căng thẳng hẳn mấy ba Mà tao đâu có biết, từ lúc đó trở đi đâu Đời tao sang một trang khác nè Sang trang rách Vô, nhỏ mở ba lô ra Tao cứ tưởng trong đó sẽ là dụng cụ học tập Nhưng không hề Đầu tiên, bốn cái còng tay Nhỏ trối tao lại phanh thay như con ngựa nằm sắp trên giường đó mấy ba Bốn chiếc còng được đưa vào tay dưới chân tao Nó siết vừa phải nha con bé còn kiểm tra kỹ là đã chặt hay chưa nữa trời đỉnh ghê á tao lại nhảy thêm mấy câu không đâu vào đâu em cho hẳn cái bóng bịch vào mồm tao cho nên lúc sau á tao chỉ còn ư ư như chú quýnh con á mấy bà. sau đó em lấy bịch mắt tao lại tao nghĩ á trời ơi thời khắc hạnh phúc của tao tới rồi chỉ vì enjoy thôi đúng không em lấy bật lửa ra rồi đốt đốt cái gì đó tao định hét lên đừng có đốt long đít anh nha em ơi mà hát éo được đâu bị quá bóng nó ngay miệng tao mà mọi người tao nhẹ nhàng hơn khi biết em chơi nến tụi mày ơi loại nến thơm mang mùi địa trung hải đó đó ơi chưa kịp hết thở sau á tao thấy em nó tiến tới người tao rồi bắt đầu đôi tay điêu luyện nhỏ cái sắp nóng hổi đó lên lưng lên mông lên đuít của tao thề luôn tao cảm nhận được em vẽ hình trái tim đinh công mạnh chưa ác vải liền ra luôn nó hành hạ tao không khác gì như thời trung cổ mấy ba tao gào hét lên trời ơi những cái bóng chết tiệt à nó lấp đầy cái mồm tao làm âm thanh nó hạ xuống rên ư ư làm em tưởng là tao thích mê hàng sao á má cho nên trời mẹ ơi em hăng say nhỏ sáp lên khắp cái người tao Tao nói suýt chút nữa nha cái sáp nó tràn xuống cái thung lũng tình yêu của tao luôn Thề tao sợ quắn quéo lên mà không có chống trả gì được luôn á tụi bay Cờ mà lỡ quả đấy mà tràn xuống là quả cà tím vô đôi bóng của tao rồi Ê ôi rồi tao thề luôn cởi chó cái tao xong pha với nó luôn á tao cay lắm rồi đó rồi, hết nè hết hành hạ hiệp một người ta đã rời vì mệt rồi má, nó tháo trái bóng bịt mỏm ra 5 giây kêu tao nêu cảm nghĩ đi trời ơi tao định nói là trời ơi trái cà của anh nó bị nóng nè má ơi nhưng tao chưa kịp nói đến trái cà của anh thôi để nó bịt mồm tao lại nữa thề nha khúc này tao bắt đầu tao hoang mang tao lo sợ ghê tụi bay chả nhẽ tao khóc thì hèn hảo quá đúng tụi mày thế rồi tao nằm thêm tiếp như con cá mắc cạn mặt nó xử lý muốn làm gì làm đi Ờ, em lại im lặng, nói tức ghê á Tiến hành màn hành hạ thời trung cổ Tập 2 bon. Lần này tao nghe có mùi dầu gió má Chính xác mùi dầu nóng trường sơn má Ngửi thấy mùi chẳng lành rồi Rồi ta cảm nhận được cái sức nóng quỷ gì Của cái thứ rẻ tiền đó liền Rồi tao bắt đầu giải dụa chống trả quyết liệt Em khoái chim bảo chứ Thử tí sức nóng của quả diệm sơn đi anh Nói cho anh quay về thời tiền sử đinh công mạnh tao thống thiết giải dụa ta đinh ninh là ta toan thật rồi ông giáo ơi và rồi bằng một phép màu nào đó tao chìm vào giấc ngủ tỉnh dậy tao thấy mình đang trong bệnh viện má con bé vẫn với giao diện ngông cuồng nhưng có vẻ hối lỗi á ta chưa kịp mở mồm ra nó bảo chứ Em xin lỗi, tính hồ anh chơi xíu thôi mà anh ngất ra luôn Em tưởng anh là dân chơi thứ thiệt Ai dè, yeah, nửa mùa thấy mẹ Tao nhắm mắt lại rồi thôi thóp bảo chứ À, tha cho tôi đi, cô đi đi, tôi muốn gặp cô nữa đâu, quỷ nhỏ chết tiệt Trời ơi, nằm diện nốt một ngày do ngất vì quá hoảng loạn. Thề, hai tay cử động được là tao test hàng liền đó tụi mày ơi. Ơn, ừ, ờ, chúng nó vẫn còn nguyên. Trời ơi, chỉ có tâm hồn bé nhỏ của tao là suýt nhảy lên cái đọt ổi. Thề, đây là lần đầu, cũng như là lần cuối tao chơi ngu, tao nghịch dại như này luôn. 29 tuổi rồi bay, chứ có nhỏ bé gì nữa đâu bay. Mà hả bị con đầu đất chơi xỏ, má kể lại mà còn nhục đây nè mấy má thời buổi này cấm sừng là phải trả giá chứ không có cái kiểu phản bội rồi vẫn được tha thứ mọi người ơi chào mọi người trên page mình tên là nam năm nay 29 tuổi mình đang làm cho một công ty thiết kế nội thất và cũng có kinh doanh riêng thu nhập hàng trăm triệu một tháng thôi nhà thì đã có rồi công việc thì ổn định chỉ chờ cưới vợ rồi mua xe thôi Dạo gần đây, mình có tìm hiểu một em tên là My, 22 tuổi. Em ấy chỉ mới ra trường thôi. Mình có ăn ẻm ở một lần đi ăn chung với hội bạn. Thì thấy em dễ thương quá cho nên mình mê. Chủ động làm quen xin số rồi tán tỉnh em chưa đầy tháng thì mi đồng ý làm người yêu của mình ngoài việc trên là tuổi tác thì mình với My khá là hợp nhau từ sở thích cho đến ăn uống mỗi cái là em là gen z cho nên thích đi chơi đi ba đi phượt thích thích top 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 phở bò đồ đó các kiểu còn mình thì sống hướng nội hơn tuy nhiên vậy thì mình vẫn chịu chuộng và hay tặng quà cho em lắm rồi vì mới ra trường mà cho nên á mi chưa tìm được công việc à, phù hợp tháng dậy mình cũng giới thiệu em vào công ty của bạn mình làm mình còn dặn nó là cố gắng nâng đỡ em trong công việc để em thoải mái lấy kinh nghiệm vì phần kpi cuối tháng thì mình cũng giúp em chạy cho đạt chỉ tiêu công việc nhẹ nhàng xuống sẻ cho nên trời ơi mi vui lắm còn hết lời cảm ơn mình mà tình cảm tụi mình sau 4 tháng yêu nhau rất là tốt đẹp luôn cho đến khi mi bắt đầu ngỏ lời xin tiền mình đi tập gym ừ ok mình cũng vui vẻ đặt lịch cho em là ba lần một tuần rồi ban đầu về á thì là em than đau nhất muốn bỏ mà được tầm ba tuần thì mình bắt đầu thấy em chăm chỉ tập hẳn ra thậm chí còn xin mình đặt lịch phun tuần đi cho em làm nữa kìa ngày nào đi làm về cũng vui vẻ chứ chẳng than vãn như trước nha thấy nghi ngờ nhưng mà mình bận cho cái thời gian kiểm tra em thì hôm đó mình vô tình lướt phở bò thấy một gợi ý kết bạn mà nhìn cái avatar thì thấy là người yêu mình đang kề má với một thằng nhóc nào đó. Mình ấn vào xem mới biết, thằng nhóc kia cũng tập ở phòng gym. Cả hai đứa nó còn tay trong tay hẹn hò cả tháng này. Ha. Lúc đó mình cay lắm nha, định hỏi cho rõ rồi chia tay cơ. Nhưng không, mình ngẫm nghĩ lại, chia tay thế thì hời cho cái bọn cắm sừng này quá. Mình tốn bao nhiêu tiền của cho mi mà, còn bị tổn thương nữa. Ủa sao có thể dễ dàng bỏ quan vậy, đúng không? Mình có cách riêng của mình mọi người thế là hôm đó mình to nhỏ với thằng bạn công ty là phải dí KPI của mì phải tạo áp lực bắt tăng ca các kiểu làm thế éo mà cho em bận ngập đầu luôn thì thôi mình sẽ cho em hiểu cái cảm giác thế nào là nhân viên kinh doanh mà chẳng về nổi KPI không có khách hàng đến mức thất nghiệp vì phần thằng nhóc kia, ok, mình cũng tìm cách để nó thôi tập ở phòng kia. Mình lên kế hoạch tán chị chủ phòng gym đó. Mà với ngoại hình, với công việc của mình thì chỉ cần tỏ ra tinh tế hơn chút là phụ nữ đổ liền. Xong á, mình bảo với chị là chủ là thằng này, trước kia trap em gái mình. Cho nên á, mình muốn cho nó một bài học. Chị chủ nghe vậy, bắt đầu nâng gói tập của thằng kia lên, xong tăng tiền đặt lịch nữa chứ. Chưa được nửa tháng thì thằng nhóc cái chả thấy tới nữa. Còn mình cũng âm thầm hủy hết lịch đóng tiền gym của em đến cuối tháng chị chủ thu tiền thì em không có tiền trả tiền lương thì em ăn xài giữa tháng đã hết bạ rồi cho nên chỉ đành cầu cứu mình thôi đó đến lúc này mình lộ mặt ra thôi mình vứt cho em mấy tấm ảnh trên phở bò mà mình thấy còn có một số ảnh á em với thằng kia ôm ấp ở quán cà phê nữa chứ mình cũng nói thẳng với em á tiền gym tháng này của em mình chưa đóng một đồng nào đâu em tự xoay sở đi còn tiền mình đưa em giữa tháng cho em đi shopping là tiền mình chỉ cho em mượn nhận lương tháng này xong em phải trả mình đó không thì đừng trách mình phốt em lên phở bò nha dù gì tin nhắn còn nguyên đó kìa nghe đến đây em thẹn quá hóa giận quát mình anh là thằng tồi tiền đấy là anh bảo cho tôi đi mua sắm thế giờ giờ đổi lại làm sao đảng vậy công ty tôi bị đì không ngóc đầu lên nổi là do anh đúng không tôi không ngờ anh là loại đàn ông mặc váy như vậy luôn á đúng là nhỏ mọn trời ơi trời ơi, chửi bon miệng phết nha mình chả nhịn quất luôn Nè, tôi đòi mỗi số đó là ít rồi nha. Biết mấy tháng nay tôi cho cô bao nhiêu không? sung sướng chả biết hưởng còn đi cấm sừng. À, tốt đẹp gì loại như cô, làm như oan ức lắm á. Thôi thôi thôi, sắp xếp trả tiền cho tôi sớm nha. Chứ không có tôi phốt lên cho cả nước biết cô đào mỏ đó. Em nghe tới phó thì xìu liền mọi người. Quay xe năn nỉ ý ôi em là cho cơ hội làm lại từ đầu. Thôi thôi. Éo khỏi, tính mình trước giờ nhỏ mọn vậy rồi. Mình chỉ bảo em sắp xếp trả mình 15 cụ đó sớm đi, đừng để mình nặng tay rồi sống xuôi mình xách mông đi về mà nghe đâu á em vừa bị sa thải công ty thằng bạn mình rồi giờ chứ đang thất nghiệp á ai <laughs> hey, đáng lẽ mình định đưa em về ra mắt rồi đó cưới trong năm nay đó mà em lại đối xử với mình vậy thôi sung sướng chả muốn lại muốn cắm sừng cho nghiệp quật ha chả hiểu con gái thời nay á não biền sao luôn Nè, người ta là đầu đội trời, chân đạp đất, nhưng mà tôi thì đầu đội sừng, chân đạp giỏ các ông <laughs> Nói ra thì nó buồn thiệt, những chuyện tế nhị như này than thở lên, khéo thiên hạ có dịp cười đùa cho mình đúng không? Nhưng mà tôi đang rất là suy và chán nản, hy vọng mọi người hãy đồng cảm với tôi ạ à. Tôi năm nay 30 tuổi rồi, công việc cũng gọi là ổn định đi, cũng có một cô người yêu xinh xắn và đáng yêu, kém tôi 4 tuổi Cả hai quen nhau đâu cũng được 2 năm á gia đình hai bên cũng biết nhau cả rồi nhưng mà nói đến chuyện cưới sinh thì em cứ ẩm ờ né tránh khi thì em bảo là muốn học lên thạc sĩ muốn giữ chức trưởng phòng mới tính đến chuyện chồng con khi thì em viện cớ chưa muốn làm dâu muốn về chung á thì phải có nhà riêng các kiểu ừ thì tôi vì yêu em cho nên nghe em bảo là muốn ở riêng cho nên gắn cày gắn cuốc ngày đêm mà mua cho em một căn chung cư đúng nghĩa không gian này là của hai ta đồ đó rồi tổ ấm cũng có niềm vui cũng được nhân đôi các ông ơi đúng ngày sinh nhật của tôi sáng hôm ấy em gửi cho tôi cái que hai vạch bảo là tôi sắp lên chức ba trời ơi thế giới này rộng lớn nhưng mà khi nghe tin ấy thì trong mắt tôi chỉ vỏn vẹn có em và con thôi à tôi nhanh chóng sắp xếp công việc nha chuẩn bị chu tất mọi thứ để chính thức rước em về nhà nhưng mà khi này em lạ lắm Thay vì vui mừng, anh lại giữ khoảng cách với tôi, cứ cố tình tránh né tôi nhiều hơn. Lắm khi sang nhà em, định bàn chuyện cưới hỏi, em cứ bảo mệt cho nên là ở biệt trong phòng mà. Đây, hôm đó tối muộn, tôi bảo là muốn cùng em đi ăn để bàn chuyện xính lễ. Em bảo đang tăng ca để hoàn thành nốt cái dự án trước ngày kết hôn. Nhưng mà trời mỗi lúc càng mưa lớn mà tôi thì không yên tâm để em dẹn mình. Thế nên nó không báo trước, tôi đã lên đến công ty để mà tìm em nói anh tí là công ty của em cũng là đối tác với công ty tôi cho nên việc ra vào thường xuyên cũng rất chi là bình thường thôi hả lúc tôi đến cũng gần 9 giờ đêm rồi mọi người đã về hết chẳng còn ai ở lại hết đó phòng em ở tầng 7, thang máy vừa mở cửa tôi nhẹ nhàng bước vào dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt chỉ duy nhất phòng em còn chút ánh sáng ấy đấy tôi thấy cửa khóa hờ cho nên đẩy vào thẳng luôn thì đập vào mắt tôi là ảnh em đang cùng anh đồng nghiệp cưỡi ngựa bắt bướm với mọi người Máu anh hùng nổi dậy, chẳng đợi họ hết bàn hoàng, tôi bay vào mà mút thẳng vào mặt cái thằng đấy một cú như là trời giáng Nó lăn dài ra đất, nằm sổng xoài ra đó. Lúc này á, bộ mặt thật của em bắt đầu lộ diện. Em chửi tôi như tát nước. Ủa anh điên hả? làm cái trò gì vậy? Mà giờ này anh lại làm gì? Tôi căm giận, giận dữ đáp. Lên á, để thấy vợ sắp cưới của tôi, đang cưới là người đồng nghiệp chứ đây nè. Em chẳng chút ngần ngại đáp trả nè anh nhìn lại mình đi dăm bữa nửa tháng mới ở với tuôn đêm mà được mấy phút đâu hai chục phút dạo đầu năm phút và hiệp chính anh thấy như vậy là đủ hả gì nhưng mà tôi thì chưa nha tôi không thể nào chấp nhận chịu cảnh chưa đi tới chợ đã rơi hết tiền như anh được đâu tôi mới cười cợt bảo chứ ờ ra là vậy tôi thừa nhận tôi yếu môn sinh lý đi nhưng về kinh tế và cái mặt khác tôi mạnh tôi có thừa cho em em không thấy sao hả Này, em nhìn thẳng vào mắt tôi mà đây nghiến đã yếu thì im mồm đi Giá mà khả năng của anh nó cũng mạnh như của đám vừa nãy thì tốt hơn nhiều đó anh ơi. Nói cho anh biết, kích thước và khả năng mới quyết định ý thức. Còn vật chất như anh, tôi không có cần. Em nói xong rồi bỏ mặt tôi đứng đó trơ ra đó luôn. Cả hai cũng đi mất hút. Tôi buồn cho cái khả năng yếu ớt của tôi quá luôn mọi người. Đâu phải tôi muốn vậy đâu. Nhưng mà khả năng con người là có hạn mà. Tôi yếu cái này, nhưng mạnh gì mọi mặt khác. Nhưng mà nó không đủ hết mọi người? Nhưng mà nghĩ lại thấy cũng may cho cuộc đời khốn khổ của tôi. Nếu ngày hôm đó tôi không lên tận phòng thì không bắt được quả tang đúng không? Thì chẳng những đội sừng mà còn đổ vỏ nữa đó các ông ơi. Sau ngày định mệnh đó thì chỉ đám cưới bị hủy luôn. Tôi trở về với sự cô độc rồi. Cả gia đình và bạn bè ai cũng gặn hỏi mãi. Nhưng mà tôi đâu dám nói ra vì sợ mất mặt. Khổ thiệt chứ. Thời buổi giờ ai còn yêu thật lòng mà không quan tâm đến vấn đề về kích thước khả năng này nọ mọi người. Xin cứu tôi với. Trải qua 26 mùa khoai sọ rồi em mới được trải nghiệm cảm giác thấy crush cũ bật khóc trên ô tô mọi người. Xin chào mọi người, em tên Vũ. Nghề nghiệp em xin phép kể sau để câu chuyện thêm hấp dẫn nha. Chuyện là từ nhỏ thì em ở chung với chị gái và cô Út. Vì ba mẹ em là phải đi làm ăn xa mỗi năm về thăm hai chị em có vài lần thôi hả. À. Cô em bảo là chị em em phải cố gắng học hành vì ba mẹ đi làm rất là vất vả. Hai đứa bay không có được tiêu xài hoang phí hay là ăn chơi đàn đúm mà bỏ dở việc học nghe chưa biết hoàn cảnh gia đình khó khăn cho nên em cố gắng học lắm luôn. Từ lớp 10 á, là em đã đi làm thêm ở quán cà phê, quán ăn. Chị hai em á, cũng đi làm gia sư để kiếm thêm thu nhập. Đến năm vào đại học á, em có thích góp mua được một chiếc xe máy cũ để tiện đi học. Còn về phần em á, thì em khá đẹp trai cao ráo nha Cho nên ở trường cũng có vài bạn nữ thích em Nhưng mà em lại nhất kiến là chung tình với cô bạn cùng khóa tên là Nhi Nhi rất là xinh, mỗi tội là hơi đánh đá thôi hả à. Cũng thuộc tóc hoa khôi của trường khối anh theo đuổi đồ đó Trong đó có em, trong cái suy Nhi tận 3 năm trời luôn mà Vì học chung lớp cho nên em hay kiếm cớ bắt chuyện mua nước mua bánh mời Nhi Tụi em cũng tạm gọi là thân thiết đi thỉnh thoảng Nhi còn gọi điện nhờ em chở đi học nữa. Thế Nhi cũng có thiện cảm với mình, cho nên em đánh liều luôn mọi người. Cuối tuần em chuẩn bị một bó hoa để mà tỏ tình. Cái kết mọi người biết làm sao không? Nhi nghe em nói xong thì cầm bó hoa em tặng, ném thẳng vô thùng rác, rồi nhếch môi bảo em chứ? Ông lo cho ông còn chưa xong bài đặt tối tình. Trời ơi, chiếc xe máy mới còn muốn nổi. Bộ định bắt tôi ngồi trên chiếc xe cà tàng này hoài hả gì? Trời ơi, người như tôi có khóc cũng phải ngồi trong ô tô khóc mới xứng. Sự thật mất lòng nha. Thôi, ông bớt mơ mộng lại giùm tôi nha. Cú <laughs> sốc đầu đời của chàng trai 21 tuổi á. Em vừa buồn vừa quê khi mà nghe Nhi nói. Nhi còn bảo là chân dài là phải cặp với đại gia. Loại khố rách áo ôm như em. Đừng có vọng tưởng đĩa mà đội đeo chân hạt. Từ đó em nhận thức được là mình nghèo Cho nên chả dám yêu đương gì với ai đâu Sợ lại bị chê bai các kiểu Đến khi tốt nghiệp ra trường Thì cô em giới thiệu cho em vô làm một công ty bất động sản Bảo là công ty của bạn cô Em đi làm được nửa năm Thấy công việc thì cũng tốt Lương lầu ổn định Thì em mới gọi cho ba mẹ là không cần đi làm thuê nữa về đây thì em với chị hai sẽ lo cho ba mẹ được mà Hai ông bà cũng gật gù bảo là sinh nhật em sẽ về, còn hứa là tặng cho em một món quà bất ngờ mà bất ngờ thiệt như mọi người hôm đó hai ông bà đánh con ô tô xịn sò về ăn sinh nhật em trời đất ơi lúc em ngớ ra chả hiểu cái mẹ gì á thì ba giao vào tay chiếc chìa khóa kèm với giấy tờ xe đây quà cho con trai cưng của ba nửa năm nay làm việc vất vả lắm hả gớm ba kêu cô mày bóc lột mày vừa vừa thôi mà ta sau hồi đứng thộn mặt ra thì mọi người cũng giải thích là ba mẹ giàu vái cả trưởng. Do là không muốn chị em em ỷ lại tiền của đâm ra ăn chơi đàn đấm cho nên cứ giả nghèo vậy đó. thực ra mấy năm nay hai ông bà định cư nước ngoài rồi làm ăn bên đó luôn. Công ty em đang làm cũng là chi nhánh của ba mẹ em mở đó trời. Rồi cô em á, thì cũng tiếp tay giấu nhẹm chuyện này để cả tuổi thơ em sống trong vất vả, buộc mặt kiếm tiền mua từng cuốn sách. Chị hai thì đỡ hơn chút, tốt nghiệp xong á, thì chị cũng biết chuyện này rồi. Chỉ là mỗi em á, là thằng biết sau cùng với mọi người. Rồi tự dưng á, em giàu ngang luôn, lấy kinh nghiệm thêm năm thì em chính thức tiếp quản công ty luôn. Nghĩ lại thế nể tư duy của ông bố em thì chứ trời, quá giả nghèo đi vào lòng người luôn nha. Rồi mới đầu năm nay nè, em có gặp lại mấy thằng bạn thân hồi học đại học. Hồi đó túng thiếu mà, nên em cũng hay nương tựa lẫn nhau. Gặp lại thấy em đi xe xịn, nên tụi nó ngạc nhiên hỏi thăm dữ lắm. Thế là em đề nghị là khao có bọn một chầu nhậu hoành tráng ở quán karaoke luôn. Mỗi chuyện em đẹp, chờ tới lúc lấy xe ra gì à. Thằng bạn em say khước, cho nên á, em dắt hộ nói chiếc xe máy. Ai dè, ngay lúc đó em lại gặp Nhi của rớt cũ hồi đó đó mọi người Nhi á, vái vóc sang trọng khoác tay một ông nào đó trạc tuổi ba em luôn Nhi liếc thấy em thì ngạc nhiên lắm chủ động lại chào hỏi em chứ Ủa, Để không phải Vũ hồi đó học trung khóa đây sao? Cái gì đây? Ông là bảo vệ mới đây á hả? Và ở vậy á, đã dốt mà còn không có tư duy làm giàu nữa Thì sao mà ngóc đầu lên nổi trời Rồi cũng may á, hồi đó tôi không có ưng ông á Lại trời á, lại trời lại Phật luôn á Thôi thôi thôi, dắt xe lại lẹ, lẹ đi Còn nhường đường cho tôi qua nữa chứ Trời má Thề á, em định chào hỏi đàng hoàng luôn á mấy ba Không biết sao hồi đó cắm đầu mê bà nội này được luôn á trời Thì ok em cũng cười cười cho qua thôi Chứ cũng lười trả lời thế mẹ Nhìn thấy Như thế vậy á, nguyết em cái Rồi khoát tay ông kia bước vào chiếc ô tô sang chảnh Đang đậu sẵn trước cửa Đấy, trước khi xe đợi đi Còn vứt cho em từ 500k rồi bảo chứ Nè, nể tình bạn học nên tôi bo cho ông đó Này chắc bằng mấy ngày lương bảo vệ ông ha Thề luôn á trời ơi Lâu lâu gặp lại crush cũ á, Mà hãm vờ lờ Không biết vớ được ông đại gia nào mà có vẻ kênh kiệu dữ ha Nhìn lại cái gu người yêu của mình hồi đó Thấy mình ngu dễ sợ ngu Cái nết như này mà em muốn yêu chưa được á Ngu thiệt á Đến cuối tháng để ăn mừng việc mới Em tạo được căn hộ cao cấp Thì em có rủ bạn bè tới ăn mừng Vừa lái xe ra đi mua ít bia với mồi á Thì em nghe lùm xùm ở quán karaoke hôm bữa nữa Hóa ra là mấy anh đang tóm ổ gái ngành. Mọi người bu đông quá cho nên em buộc phải dừng xe lại hóng hớt mà. Ôi rồi, em thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Crush <laughs> cũ của em. Nhi đang bị mấy anh dắt ra xe. Em hạ kính xe xuống để nhìn cho rõ thì éo sai vào đâu được luôn. Còn ông đại gia hôm bữa, hóa ra là khách làng chơi cũng đang bị xích bên xe kia. Trời thiệt á, nhìn cảnh Nhi khóc thu thiết em chả biết nên chia buồn hay là chúc mừng nữa trời. Lúc lái xe, vượt qua chiếc xe Nhi đang ngồi á, thì em có giảm tốc rồi hạ kính xe. Em nghe răng cười, nụ cười thiện lành thôi hả? À. Thôi chia buồn vì em bị các anh tóm nha. Còn chúc mừng vì em đạt được ý nguyện, được ngồi khóc trên ô tô rồi còn gì nữa. Nhi ha. Thôi thôi, tao lại tụi bay. Cứ thế mà yêu nhau, yêu cho đến kiếp sau luôn đi. Chứ đừng có mà buông đôi tay nhau ra làm phiền thiên hạ dùm tao một cái đó đó là ý tưởng của mình sau khi nhìn đôi hố đen của lớp cùng chuyển trường tình yêu của con như với thằng minh đồ đó chẳng lẽ hết lớp mình vậy nè có rất là nhiều đôi yêu nhau mà nổi bật nhất là phải kể đến đôi minh như được mọi người trong lớp chèo cúp bồ ủng hộ nhiệt tình cứ mà lý do thật sự đằng sau cái việc ủng hộ không phải vì hai đứa nó nó quá đẹp đôi đâu, đâu quý vị được vậy thì lớp mình đã mừng rồi mà là vì tụi nó hảo quá má ơi cho nên ai cũng muốn hai nó yêu nhau thiệt là bền thiệt là vững đi giữ nhau thật lâu tránh gây sóng gió cho xã hội này <laughs> giờ cũng là lớp 12 rồi cứ tưởng là câu chuyện tình yêu của đôi kia vẫn sẽ chẳng có liên quan gì đến nhưng rồi một biến cố bất ngờ xảy ra khiến mình không khỏi cảm thán đúng là ông trời có mắt lắm <laughs> Méo biết nha, ngày đó đi xe kiểu gì mà nhỏ như không may á, lại phải vô viện, bị tai nạn, nghỉ học mất mấy buổi luôn. Sợ nhóm mất bài vở sau này sẽ khó theo kịp các bạn trên lớp, cho nên cô Huyền cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp mới khéo léo đến chỗ thằng Minh hỏi chuyện. Ai vậy? Nó coi câu hỏi của cô giáo như trò đùa không bằng á, trả lời trước quốc gì nè. Vấn đề đấy cô đã biết rồi, sao còn hỏi là em vậy? Chuyện của học sinh Như á, thì cô phải là người rõ nhất chứ, hỏi em cũng có ích gì đâu. Nói xong, nó lại lập tức quay vào nhóm bạn để nói chuyện tiếp, chẳng coi cô giáo ra cái đinh gì luôn. Sau đấy thì tụi mình á, không được, hóa ra nhỏ như đó chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái nhưng mà vẫn đi xe máy phăm phăm cho nên mới va quẹt phổ tô. Chuyện này tính ra cũng là một chuyện khá lớn ở trường luôn. Nếu như việc này bị ra ra thì đảm bảo sẽ không được tốt nghiệp và bị cấm thi cử độ. Mấy đứa trong lớp đã bảo nhau là sẽ không có nói năng gì thêm. Nhưng mà sau hôm đó cô lại tiếp tục hỏi thì bọn mình đành nói ra sự thật thôi. Chẳng ngờ chuyện đó là đến tay thằng Minh. Nó tìm gặp bọn mình xong đe dọa chứ. Nè, tụi bay rảnh quá hay gì nhiều chuyện vậy đã không biết gì thì đừng có nói nha như đi xe máy bao giờ mà chúng mày dám đặt điều muốn sống miên ổn cái trường này á liệu liệu mà đi xin lỗi bạn gái tao rồi tìm gặp cô huyền á mà nói chuyện cho đàng hoàng không á đừng có trách nha đấy cũng định xin lỗi đâu má nhưng sau đó vì thằng kia liên tục chửi bới cho nên cuối cùng bọn mình đã xin lỗi cho xong chuyện mẹ nó đi tưởng mọi chuyện đến đây là xong ha đến một hôm mình bỗng mời mình và mấy đứa bạn á vào một box chat gồm có nó và các bạn bè của nó chửi tới tấp luôn Nè, bọn mày cũng mặc dày thiệt á Tao đã bảo đi nói rõ giáo viên chủ nhiệm là tụi mày nhầm lẫn Mà cũng không đứa nào làm luôn Nghĩ là nói của tao chỉ là trò đùa hả gì Có tin mai tao múc từng đứa một ở cổng trường không Đấy, bọn mình quyết không chịu thua, cũng báo cho cô Huyền luôn, để cô nhắc nhở thằng Minh vì điều này. Nào ngờ, nó vẫn dọa đánh luôn. Lo sợ chuyện sẽ xảy ra, cho nên chúng mình hẹn nhau ngủ chung. Chắc là thấy đông, á, cho nên thằng Minh cũng nhịn lại. Tối đó, nhắn một cái tin đúng hãm, không thèm đánh con gái, và nhắc nhở bọn mình là cẩn thận cái mồm. Những tưởng chỉ dừng lại ở đó, thì đến lượt con Như gây sự với tụi mình vậy nè. Tụi mày hay lắm, sau khi ra viện, ta sẽ kêu người dạy cho chúng mày một bài học, cứ cẩn thận tự giờ đi. Trời nghĩ là nó sẽ nói chơi thôi Mà đến sáng khi mà tới lớp Thằng Minh bỗng cho đóng chặt các cửa lại Bắt đầu chửi rủa động tay động chân Nghĩ chuyện thế này thì không thể xem nhẹ được rồi Mình nhờ một đứa bạn ở lớp khác Chạy đi gọi của chủ nhiệm Còn mình ở lại câu giờ thằng Minh Lúc trước thì còn nhịn Xong giờ mình cũng xả luôn một thể với nó Mày là con trai làm gì không biết nhục hả gì Cả một lũ con gái mà mày cũng ra tay Thì đúng là đồ hèn hạ nha Bọn tao cũng có nói sai sự thật đâu Chính bạn gái mày đã đi xe Rồi còn tự gây tai nạn tôi tao cũng chỉ báo cáo lại y xì vì với cô Giờ mày cũng tỏ thái độ là làm sao Nói xong thằng Minh mặt hầm hầm Đi ra tính nắm đầu mình Nhưng may thay cô Huyền đến kịp lúc luôn Lớp giải tán ai về chỗ người nấy Đến cuối giờ mình cũng đã báo cáo sự việc cho cô chủ nhiệm Cô cũng hứa rằng á, sẽ giải quyết cho đến hôm sau, cô lên lớp thì bao che cho tụi nó, khiến cho thằng Minh với con Như mặt khất lên tận trời. Vì tưởng rằng chỗ chống lưng của tụi nó quá là uy lực đi, không một ai có thể bật được. Ờ, à, cũng đúng thôi, đấy có họ hàng với hiệu trưởng trường cho nên dọa cô là nếu như khó mà làm tử tế thì cho thôi việc, có vết đen trong hồ sơ thì không rén cũng khó đúng không? Mà tụi nó cũng nhầm to rồi Tất cả chỉ là màn kịch của cô giáo mình thôi Cô mình ngoài mặt thỏa hiệp Tuy nhiên âm thầm thu thập bằng chứng Thêm cả việc một trong số những đứa bạn của mình Chính là cháu của thanh tra giáo dục trên sở Vì vấn nạn này cũng được tính là bạo lực học đường Cho nên đã về thư gửi đầy đủ luôn Trình bày bằng chứng đã xin từ cô Cho nên hiệu trưởng bị khiển trách xử phạt hai đứa là minh như kia theo đúng quy định để chúng nó chừa cái thói cậy chức cậy quyền đi nghe đâu hai đứa nó giờ vẫn cùng học ở một trường mà tệ hại vô cùng luôn đáng dậy suốt ngày gây sự với học sinh ở trường đó cho nên bị cả trường tẩy chay rồi thú thiệt chứ mình chỉ mong hai đứa nó dính vào nhau thiệt là lâu đừng thả ra làm cái gì nguy hại cho xã hội bỏ mẹ Đúng thiệt cái nha, là xã hội bây giờ á, lúc nào cũng sẽ có đàn ông diss, à, đàn bà đá, nhà êm, gia đình ấm thì không thích đâu, thích làm mấy cái trò gì đâu không mà trời ơi. Mình á, thì hụt khẩn sương xương thôi mọi người, chứ bà chị mình là đau tê tái, ai đời, á, người đi cùng mấy năm. Còn hả, sắp kỷ niệm ngày cưới đến nơi mà vẫn làm cái trò không tài nào mà chấp nhận nổi đi nè. Vừa vặn là vài ngày nữa, chị gái mình sẽ chính thức lấy chồng được 4 năm. Cái ngày mà chị mình lên xe hoa ấy, ai cũng nghĩ chị ấy sướng hết trơn, bởi vì chồng vừa giàu, vừa giỏi nữa mọi người. Lấy anh về á, chị mình không phải đi làm gì hết, chỉ việc sinh con và lo chăm sóc gia đình nhà chồng thôi. Thế cho nên á, hai năm đầu của cuộc sống hôn nhân, vợ chồng anh chị mình sống rất là tình cảm, rất là hạnh phúc luôn. Thỉnh thoảng á nha, hai anh chị còn sang nhà mình để mà ăn uống vào những dịp cuối tuần, hoặc là mình sẽ qua nhà anh chị để mà cùng làm bữa liên hoan. Đấy, tưởng sẽ cứ viên mãn mãi như thế thì bỗng hôn nhân của chị mình đến năm thứ ba bắt đầu nhạt dần. Rồi nhiều lần á nha, chị còn khóc tâm sự với mình rằng á, Tao thấy anh Chiến dạo này lạ lắm Anh không còn quan tâm đến vợ con như trước nữa Mày là anh trai thử hôm nào nói chuyện với anh xem Hai anh em cũng thân thiết Mà đàn ông con trai thì dễ chia sẻ với nhau Thử hỏi xem anh ấy có không vừa lòng với vợ điều gì không mày Đó Mình cũng đã thử lựa lời trò chuyện rồi Nhưng mà anh Chiến thề thốt là không có xích mích gì xảy ra giữa hai người trơn á Mà chẳng qua chỉ là dạo gần đây Chỉ mình lúc nào cũng làm quá vấn đề thôi Cho đến những ngày gần đây Chị ấy nhắn cho mình chứ Đúng anh Chiến của con khác ở ngoài rồi mày ơi Hôm nọ tao còn thấy anh ấy có ba con sói trong cặp nữa kìa Bình thường ở nhà nhớ vợ á, đâu cần phải chuẩn bị mấy thứ đó đâu Hôm nào chị em mình đi theo dõi đi Tao bắt được con nào tồn tem chồng tao á, tao cho hỏng phê ID luôn Đấy, mình thì vẫn cố gắng khuyên chị vài câu đại loại rằng á vẫn cứ nên bình tĩnh đã biết đâu anh ấy hay phải đi công tác nên cứ chuẩn bị phòng tình huống khó đỡ đồ đó hoặc là có đồng nghiệp nào chưa không cố tình bỏ vào để xem phản ứng của chị thì sao bắn đi vài hôm á không thấy chị mình nhắn nhủ gì nữa là mình tưởng là chắc chị hiểu nhầm rồi đó chẳng qua là do anh chiến bận quá không có thời gian chăm sóc vợ con mà phụ nữ lại hay nhạy cảm cho nên chị mới có nhiều suy nghĩ tiêu cực như vậy thôi nhưng mà không mình đã làm thiệt ở mọi người hôm kia khi mà đang làm việc á thì mình bỗng nhận được tin nhắn của chị gái mày sang chị ngay sang ngay để đến ghen với chị lần này á chị sẽ bắt tận tay dây tận trán dằn mặt con tử tam dám cướp chồng chị kia sang luôn đi nha có bạn chị sẵn đây rồi nè Trời đất ơi, dám cá mình không gì kịp căng ngăn á thì chuyện gì bà chị mình cũng có thể làm được á trời. Không thể chần chừ thêm nữa cho nên mình xin phép xếp cho vị sớm luôn. Rồi về đến nhà, đã thấy chị gái và hai cô bạn đợi sẵn. Hóa ra chị ấy á, lén cài định vị ở điện thoại của chồng. Xong á, hôm nay mở ra, thấy anh đang trong nhà nghỉ cho nên gọi mình về để mình đi đánh game. Để đề phòng anh Chiến và Tiểu Tam chạy thoát, chỉ còn rủ thêm là nhóm ba đứa đi cùng. Dẫu sao ba đánh một không chột cũng què cơ mà đến nơi của anh á, chị mình hùng hổ lao vào như một cơn gió rồi hả dưới sức ép của ba cặp bác sát thủ sẵn sàng quẩy loạn một trận thì lễ tân buộc phải đi mở cửa mình thoáng nhìn chị gái thấy gương mặt chị đỏ bừng mồ hôi nhẹ nhại đôi mắt đỏ ngầu đầy sự cáo giận nhưng mà cũng như là muốn khóc mà mình thương vô cùng luôn á tự nhủ nếu như đó là sự thật á thì chính tay mình sẽ cho hắn một bài học nhớ đời ấy thế mà khi cửa phòng vừa mở ra chị gái mình lập tức lao vào gào lên chiến mày hay lắm con chó này sao mày phản bội tao này thì tao bắt tại trận nha đấy mình cũng hùng hổ lao vô quy định là sẽ chẳng nể nang với người phản bội chị mình đâu nhưng không giây phút nhìn rõ hai kẻ đang ôm nhau trai trên gái dưới mình với chị mới bắt đầu là nghi ngờ ngẩn ngơ nhìn nhau kẻ đó ngủ với anh chẳng ai xa lạ mà chính là bạn gái mình mà còn đang trần như nhộng trên chiếc giường đó luôn thật sự cảnh này quá sốc, khiến mình và cả chị gái đều đơ người luôn nhưng mà chỉ là lúc đó thôi còn sau đấy chị mình đã tự động á, cho cả hai mấy cái tác rõ kêu luôn mà riêng mình á, lúc đấy vẫn không thể nào tin nổi người yêu của mình lại lăng nhăng như vậy mình quay sang nhìn chị thấy bà ấy á, mắt dùng khẩu hình miệng nói chữ yên tâm rồi quay sang chửi tiếp uổng cho chị chị em em với mày mày lại làm cái trò khốn nạn như vậy đó hả từ nay cả mày cả thằng kia đừng có hòng bước một chân vô nhà bà mày khóa hết thẻ ví tiền cả chìa khóa xem chúng mày còn đi với nhau kiểu gì hay là lăn lộn ra đất mà làm với nhau em gái ơi chứ em không biết rồi chị mới là người tay hòm chìa khóa đấy em nên em đừng nghĩ đến cái chuyện là bòn dù dù chỉ là một xu em ha bình thường á, bà chị mình tưởng không ghê gớm cho lắm mà đấy chẳng qua là chưa đụng vào nhau thôi chứ để bà ấy cáu lên thì thế giới cũng sắp đến hồi kết rồi đó nhưng mà đấy chỉ là màn xử đẹp của bà với chồng thôi chứ mình lại có một cách xử lý khác đối với việc người yêu lăng loàn tin chắc đây chẳng phải là lần đầu em làm vậy đâu mà có khi á, trước đây á, đã dớp mấy lần xong á, em lại lặng đi tìm đối tượng khác cho nên mình âm thầm hỏi chuyện từ mấy đứa cũng có gọi là quen biết với em Quả không ngoài dự đoán rồi mọi người ơi. Ba năm trước, em cũng từng việc không kìm lòng được mà lên giường với bạn trai của bạn từng thân. Em trai của người yêu ngon nghẻ húp sòng sột luôn. Khi mình đưa ra hàng loạt bằng chứng như thế thì em cũng chẳng giấu giếm nữa. Nói thẳng luôn. Mọi chuyện đến nước này thì em cũng không muốn giấu anh nữa đâu. Em đúng là không còn trong trắng thiệt nhưng mà tình cảm em dành cho anh cũng là thiệt. Hôm đó chẳng qua chỉ là phút giây yếu đuối nên em có lỡ xa đà vợ anh ấy. Anh đừng giận em mà. Em thề không làm như vậy lần nào nữa đâu. Em hứa đó. Trời ơi, trời ơi trời, đúng là mẫm chó không mọc được ngà voi Đùa chứ, yêu bền, yêu lâu thì không thích Xong cứ thích vướng vào mấy cái mối tình tay ba Thì kết cục như thế là xứng đáng thôi bé ơi